Thì tiếp nối hôm trước nè, thì ngoài việc á là mình dùng á INT á để tính quý nè. Đó thì bây giờ mình còn một cái công thức nữa đó là day pass. Đó. Thì ở đây nè, để làm công thức day pass á thì các em sẽ làm anh sử dụng Q6 nha. Đây. Rồi, Q7 anh không có lưu lại. Rồi bây giờ anh sẽ bắt đầu từ Q7 nè, Re nè. Query Design nè, anh em hết các bảng anh em vô nè. Đó, anh em hết vô nè. Rồi bắt đầu anh kiểm tra coi mình cần xài bảng gì đây. Ở đây người ta yêu cầu các bạn là tên khách hàng, địa chỉ, thành phố. Tên khách hàng nè, địa chỉ nè, thành phố nè. Đó. Mã hóa đơn và ngày lập hóa đơn. Mã hóa đơn và ngày lập hóa đơn. Đó, nhân viên mình không có xài, sản phẩm không xài, chi tiết không xài, mình chỉ xài hai bảng đó là hóa đơn và bảng khách hàng. Đó, thì hôm trước á, thì ở chỗ này nè. Chỗ này nè. Thì anh có nói em á, là dùng công thức INT. Đó, INT nè, hai ngoặc nè, man nè, của nhớ mở một vuông ra nha, ngày lập hóa đơn nè, đó, trừ một nè, đóng ngoặc chia 3, đóng ngoặc nè, cộng một nè, nó bằng 2, và cái hàm dia của mình á, nó của ngày lập hóa đơn, nó bằng 2014, đó, thì khi đó nè, mình run chạy nè, thì đây đáp án của mình, nó thuộc quý 2, thì viết như vậy á, viết như vậy á thì nó hơi dài. Nó hơi dài. Thì bây giờ anh sẽ thay thế cái này nè bằng một cái hàm mới. Đó là hàm day pass. Đó, DATBRT. Đó, hàm này có hai đối số. Thứ nhất là bạn tính quý, là bạn dùng chữ quy, là trong kép lấy chữ quy tọa, chữ quý trong tiếng Anh á. Rồi, ở đây đối số thứ hai đó là ngày lập hóa đơn. Đó. Khi đó em chỉ so sánh với bằng hai thôi, nó ngắn hơn kia. Và đối với nếu em dùng day pass để giải quyết hàm năm vẫn được nha. Đó thì đối với năm thì mình là bốn chữ y. Đó và ngày lập hóa đơn. Đó, nó bằng 2014. Đó. Được chưa? Và kết quả hai này nó như nhau cái. Đây, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Được chưa? Đó, thì ở đây anh sẽ đưa cái day pass này ra ngoài. Đưa cái day pass này ra ngoài để anh giới thiệu cho em nhé. Đó. Thì anh sẽ đưa nó vô bài Word nha. Này, anh chia sẻ em trên bài Word. Đó. Tại vì bây giờ nè, thí dụ mình tính năm. Đó, tính năm thì nếu em dùng day pass á thì em đánh giùm anh đây là bốn chữ y. Đó, tính năm nha, thì đây em đánh bốn chữ y. Rồi. Còn nếu em muốn tính quý đó thì đây công thức tính quý, lưu ý nè, cái ngoặc vuông này nè nó là cái ngày xét nha, cái trường xét nha, cái trường xét nha, nó anh ghi đây là trường xét, nó cái trường mà người ta yêu cầu nha, chứ không phải là lúc nào nó cũng ngày lập hóa đơn nha mấy em. Nó rồi nếu em tính tháng thì đây mình là mình. Nó còn muốn lấy thứ thứ thì ở đây mình là chữ V kép, còn lấy tuần của năm anh viết tắt nha, tuần của năm nó thì mình đây là hai chữ V kép. Nó rồi mình có năm nè, có quý nè, có tháng nè, nếu mình lấy ngày. Đó, đối với thứ thì ở đây mình thêm chấm phẩy một nữa giùm anh. Đó, tại nó giống như which day và which num đó các em. Đó, rồi nếu lấy ngày. Lấy ngày á thì mình sẽ dùng ở đây nó là chữ day. Đó. Nếu lấy ngày nha. Đó. Còn lấy năm có rồi nè, quý tháng nè, thứ nè, tuần của năm nè, ngày nè, còn lấy giờ. Nó lấy giờ thì ở đây á mình sẽ dùng chữ h. Còn nếu lấy phút, thì mình sẽ dùng đây là chữ n. Lấy âm thứ hai, tại âm thứ nhất nó là mí nền, chữ m nó trùng với tháng. Còn nếu lấy giây, nó lấy dây á thì em sẽ dùng đây là chữ S. Nó được chưa?
nó thay thế được nha, nó thay thế được cho các hàm kia. Đó thì ở đây một số đề thi á, người ta yêu cầu các em là dùng dayPass thì mình dùng dayPass luôn. Còn nếu không yêu cầu nhớ thì bạn muốn dùng hàm gì dàm nha. Và nhớ đây là cái công thức của dayPass nha. Đó, dayPass nó dùng để giải quyết rất là nhiều vấn đề trong asset của mình. Và khá nhiều đề thi là người ta luôn luôn có một câu dayPass trong đời. Đó, rồi em ghi chú này vô giùm mặt. Rồi thì em nhớ nè, em như các bạn nhớ nè. Thì đối với cái dayPass nè, nó thì cái này anh á, thì theo anh nha, thì anh chỉ dùng nó khi giải quyết cái phần công thức quý nha. Đó, còn những cái khác thì anh dùng công thức thường, anh quen rồi. Đó là anh nghĩ. Còn các em hoặc là đề thi, người ta yêu cầu như thế nào thì vui lòng đọc kỹ đề thi giùm anh, chứ không phải như anh nghĩ nha. Lưu ý nè, ví dụ người ta yêu cầu bạn lấy so sánh tháng mà người ta yêu cầu dùng dayPass mà bạn dùng hầm manh là coi như bạn mất điểm rõ ràng. Còn người ta không nói gì thì bạn muốn dùng cái nào tiện cho bạn thì dùng. Nhớ phân biệt giùm anh hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á là người ta không có nói gì, bạn muốn dùng hàm nào tiện cho bạn thì làm. Còn nếu người ta yêu cầu dayPass rõ ràng mà bạn bay bạn dùng hàm khác thì bạn là người sai. Đó, thì đây là cách làm của nó. Thì nhớ giùm anh. Rồi thì bây giờ anh sẽ quay lại cái file asset của mình. Đó thì làm cái này xong thì mình lưu lại thôi. Đó thì đây đây coi anh còn yêu cầu gì nữa không. Rồi ok, quý 2 rồi. Đó, Ctrl S này là QS7 nha. Đó, rồi bây giờ mình chuyển qua QS8. Thì cái này em có sẵn file nên anh sẽ mở tương đối nhanh. Đó, câu QS8 á, là người ta yêu cầu á, là gì đây? QS8 nè. Thì người ta yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nhưng mà yêu cầu đó là tên khách hàng, địa chỉ, thành phố và điện thoại khách hàng, những bản thông tin của bản khách hàng. Đó, thì ở đây nè, mình vẫn là Query Design nè. Đó, anh lấy cái bản khách hàng nè. Bản khách hàng. Khách hàng của anh gồm có gì đây? Gồm có đó là tên khách hàng, địa chỉ khách hàng. Tên khách hàng nè. Địa chỉ khách hàng nè. Đó, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng. Rồi thành phố nè và điện thoại nè. Thành phố nè và điện thoại khách hàng. Và người ta yêu cầu á là thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Thì ở đây nè, thay vì á cái thành phố này em đánh trực tiếp thì anh không đánh vậy. Mà anh sẽ mở lên cái bảng khách hàng lên. Này các em thấy nè, khi anh làm bất kỳ một cái query nào hết á, hoặc là form report cũng vậy, anh đều luôn luôn á anh luôn luôn là gì đây, anh sẽ không có mở bất kỳ cái bảng nào lên hết này em thấy không ạ. Chỉ mở duy nhất cái câu query đó hoặc là cái form hoặc cái report đó anh làm thôi. Đó, anh không có mở ra, mở vậy nè, anh gọi là người ta gọi là mở dư bảng đó, mở không cần thiết luôn. Nó đừng bao giờ làm vậy. Rồi giờ này anh sẽ mở cái bảng khách hàng ở chế độ phone để anh kiểm tra coi cái chữ thành phố Hồ Chí Minh, chữ Hà Nội anh viết làm sao. Nó đây ở phần này, đó đây chữ thành phố Hồ Chí Minh nè, anh copy Ctrl C đem qua bên đây, mở một kép ra Ctrl V O tiếp tục tới chữ Hà Nội, Ctrl C qua bên đây, mở một kép ra Ctrl V Enter. Làm xong rồi anh đóng cái bảng khách hàng lại, tức là anh mở lên anh coi thôi, anh mở lên anh coi thôi chứ anh không có ngồi đó mà anh đánh của nó đơn cấp, mà ở đây anh mở lên đơn copy. Tại vì một số trường hợp nha, cái chữ nó cái khoảng cách này nọ, người ta một khoảng trắng mà bạn hai khoảng trắng là bạn cũng sai nữa nó, nên sẽ những cái chữ nào mà dài dài được á, thường anh sẽ kiếm cái chữ đó ở bảng dữ liệu đơn copy, anh không có ngồi anh đánh nhớ nha. Sau đó làm xong rồi nè, anh run chạy xong rồi quay lại Ctrl QS8 nó được chưa, nó nhớ nha, ghi chú này là giùm anh. Đối với những cái xét, những cái điều kiện là những cái chuỗi thì dài nên kiếm để copy chứ đừng ngồi đánh đó. Sửa ghi thêm ý này vô giùm anh nhanh. Rồi anh sẽ chạy 2-3 câu liên tục trong lần tiếp theo nè. Là câu số 9 là người ta yêu cầu bạn là ngày đặt hàng và ở xin lỗi ngày đặt hàng nè, đơn đặt hàng có ngày lập hóa đơn đó và ngày nhận cách nhau không quá 5 ngày, gồm có mã hóa đơn ngày lập và ngày nhận. Nó thì đối với query này á các em, nó thì em ghi nè, query design nè, hóa đơn nè, gồm có mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và ngày nhận. Với yêu cầu hai này cách nhau không quá 5 ngày thì ở đây bạn so sánh giữa ngày lập hóa đơn và ngày nhận thì bạn viết ở bên đây, hai bên này bên nào cũng đúng cả. Nó giả sử anh viết ở gì đây, ngày lập hóa đơn thì ở đây anh mở một tròn nha nè. Nó ngày nhận đóng một vuông lại nè, trừ cho mở một vuông ra nè, ngày lập hóa đơn. Nó anh không quá 5 ngày tức là nhỏ hơn bằng 5. Nó Ctrl C anh đặt ở đây, run chạy vẫn có kết bán. Nó anh đặt bên đây vẫn được, thậm chí anh khai báo ra một cái trường ngày mới
và ngày mới anh có được bằng cách hai mẹ anh trừ nhau. Và điều kiện ở đây anh là nhỏ hơn bằng 5. Nó tức là đây là ba cách em viết, chỗ nào cũng được nha, em viết như thế nào cũng được nha. Đó, nhưng mà khi em chạy thử rồi á thì ngay chỗ ngay ngày nè. Đó, thì em không có chết vô. Tại nó không được hiển thị. Đó, đây. Nó zoom lên nè. Đó, tức cái trường mới là trường ngày nè, trường ngày được tính bằng lấy ngày nhận trường ngày order. Đó, em viết ba cách đều đúng hết. Được chưa? Rồi làm nhanh giùm anh thêm câu này nữa. Đây, câu này nè các em. Thì sau khi em lấy cái bảng thông tin khách hàng gồm có mã khách hàng nè, tên khách hàng nè, địa chỉ thành phố nè, điện thoại khách hàng nè. Sau đó nếu như á, ở đây mình run chạy nè, ở đây nè, nếu như là sale á, thì mình không có thể lấy được cái chữ này ra. Rất là khó, nhưng mà set mình sẽ có một cái điều kiện viết khá là đơn giản. Đó là dùng có chút like, chút sao đại diện cho một chuỗi ký tự TNHH sao. Tại phía trước cái chữ TNHH có một chuỗi ký tự và phía sau nó có chuỗi ký tự nên dùng chút sao hết. Đó, vậy là mình đã xong vấn đề. Đó, dùng cấu trúc là like TNHH Ctrl S QS 10. Đó. Rồi bây giờ câu QS 11 thì người ta nói gì đây? Câu QS 11 á thì người ta yêu cầu bạn là gì đây? 6 tháng đầu năm 2014 gồm có mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng gì đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy gì đây? Đó, query design nè. Hóa đơn nè, khách hàng nè. Đó. Rồi bây giờ anh chủ yếu lấy hai bạn đó trước, của anh gồm có mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng. Đó, lấy đúng thứ tự từ trái qua phải người ta nha. Họ tên nhân viên. Đó, và ở đây mình lấy thêm cái bảng nhân viên show table nè các em. Show table mình lấy thêm cái bảng nhân viên. Đó, họ tên nhân viên và họ tên đây là trường mới nè. Đó, họ tên có được bằng cách bạn lấy gì? Bạn lấy họ lót nè. Đó, bạn lấy họ lót nè. Bạn ghép nói, anh ghép với một khoảng trắng cho đẹp nè. Đó, với cái trường trường tên nè. Đó, trường thì nhớ đặt trong một vuông. Đó, sau khi anh làm xong anh chạy thử nè. Đó, cái trường họ tên bằng gì đây? Bằng họ lót ghép nói với tên nè. Đó, làm xong anh chạy thử nè. Rồi anh quay lại nè. Rồi bây giờ tiếp tục cái điều kiện của người ta đưa ra đó là 6 tháng đầu năm nha. 6 tháng đầu năm nè, cái ngày lập hóa đơn nè. Thì khi đó mình zoom nè. Đó, 6 tháng đầu năm thì anh làm manh gì đây? Manh của ngày lập hóa đơn. Manh ngày lập hóa đơn của anh sao là nhỏ hơn 7 và year. Year của gì? Của ngày lập hóa đơn. Đó, ngày lập hóa đơn của anh nó bằng 2014. Đó, sau khi làm xong anh run dài thì đây mình sẽ được cái câu QS 11. Nó nhẹ nhàng. Đó, thì đây là câu tiếp theo. Rồi, em sửa vô giùm anh. Rồi, câu tiếp theo nè. Q12 ha. 12 thì em thấy là hiển thị danh sách đơn đặt hàng lập trong tháng 9 hoặc tháng 10. Đó, từ đây các em thấy nè, tháng 9 hoặc tháng 10 nè và chứa tử tên là khác nè. Đó, thì đầu tiên em nhớ là chú ý là gồm các field gì đã là cái mấu chốt mình lấy ra. Đó là mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, họ tên nhân viên, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền gì đó. Và bắt đầu mình làm từ từ. Đó, mình làm từ từ theo người ta. Rồi, anh lấy cái bảng ra nè. Tại vì anh chưa biết xài bảng nào nên anh sẽ lấy hết các bảng ra. Đó, anh lấy hết các bảng ra. Cái file học thử anh không có xài tới. Cái bảng học thử anh không xài tới. Đó, mình còn cái bảng chi tiết nữa. Rồi, ở đây anh lấy 5 bảng ra. Rồi, các bạn thấy tất cả các bảng được liên kết nè. Bắt đầu anh ngồi kiểm tra. Đầu tiên người ta yêu cầu là mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, họ tên nhân viên. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn nè. Đó, anh lấy hai bảng này, bảng nhân hóa đơn trước. Rồi họ tên nhân viên, anh lấy bảng nhân viên ra. Mà họ tên nó bằng gì đây? Đó, mình mới làm ở câu phía trước, họ tên nó bằng cái trường họ lót nè. Cái trường họ lót nè. Đó, bạn đem ghép nối nè. Đó, khoảng trắng cho đẹp nè. Trường tên nè, nhớ đây là trường nên đặt một chục vuông nè. Đó, làm xong cái run dạy. Khi bạn khai báo một trường mới hoặc là điều kiện mới, bạn nên luôn 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 bạn chạy thử. Còn khi bạn sử dụng các trường có sẵn đây thì không cần chạy thử nha. Đó, còn khi bạn là một trường mới hoặc là một điều kiện, bạn nên chạy thử để kiểm tra. Nếu sai bạn sửa ngay chỗ đó hoặc xóa ngay chỗ đó làm lại, chứ đừng làm cùng một lúc quá nhiều ý rồi cuối cùng sai không biết sai chỗ nào. Rồi, họ tên xong rồi các bạn. Họ tên xong người ta tiếp tục yêu cầu tới là gì đây? Tên sản phẩm, họ tên nhân viên lập đơn, rồi tới tên sản phẩm. Tên sản phẩm thì anh lấy bảng sản phẩm. Tên sản phẩm xong người ta yêu cầu số lượng, đơn giá. Số lượng ở bảng chi tiết, đơn giá ở bảng bảng sản phẩm. Bảng khách hàng này trước mắt là các bạn thấy chưa xài nè, anh bỏ đi nè. Đó, rồi các bảng này các bạn thấy được liên kết với nhau nè, mình lấy 4 bảng nè. Đó, gồm có mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, họ tên nhân viên, họ tên nhân viên, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá rồi các bạn thấy không ạ? Đó. Rồi, đây là câu số 10. Sau đó người ta yêu cầu tới thành tiền, cái trường mới là trường thành tiền. Thị trường mới là trường thành tiền, bạn ghi chữ thành tiền nè, hai chấm nè. Thành tiền có được bằng cái trường số lượng nè, bạn đem nhân với cái trường đơn giá nè bạn.
Nó nhớ đóng hoặc chuông lại nha. Sau đó anh run chạy thử nè, rồi sau đó quay lại nè, rồi tiếp tục. Người ta yêu cầu bạn điều kiện là tháng 9 hoặc tháng 10. Tháng 9 hoặc tháng 10 tức là ngày lập hóa đơn ngay chỗ này. Đó, anh zoom lên nè. Tháng 9 hoặc tháng 10 thì month của ngày lập hóa đơn. Đó. Nó bằng chính o month ngày lập hóa đơn. Đó, nó bằng 10. Đây là một cái điều kiện mới, chạy thử. Xong quay lại. Đó. Rồi người ta yêu cầu bạn là gì đây? Cái chứa cái chuỗi TNH, cái chuỗi TNH của tên sản phẩm, tên tên công ty, đúng không? Đó, được chưa? Chứa thêm một cái chuỗi gì đây, khách hàng, tên khách hàng. Đó, tên khách hàng ở đây các bạn thấy nó không có, thì giờ này mình mới show table thì đó, cái bảng khách hàng này lấy ra. Đó, và cái tên khách hàng nè. Đó, tên khách hàng kéo xuống nè các em. Rồi chứa cái chuỗi TNH nè, thì viết ngay chữ điều kiện RIDA nè, like nè, mình mới làm đó, sao nè. Đó, nhớ là trong hoặc kép nha, TNH nè, sao nè, dấu sao đại diện cho một chuỗi ký tự và dấu hỏi đại diện cho một ký tự nè. Ok nè, sau đó anh run chạy thêm cái nữa nè, có rồi, quay lại nè, và cái này tên khách hàng không được hiển thị nên không có chat vô nè. Đó, chạy thời thêm đặng nè, quay lại nè, Ctrl S Q S 12. Nó thì các bạn vừa xong cái câu QS 12. Rồi, em có sai ở đâu thì em sửa lại giùm anh, đúng các bước giùm anh cẩn thận nha. Rồi câu số 13 nè. Người ta yêu cầu bạn là hiển thị danh sách đơn đặt hàng có mã nè, có mã là 2014 nha, gồm có mã hóa đơn, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền. Đó, về nguyên tắc làm thì mình cứ mở set lên, đem các bạn vô hết giùm anh, query design. Đó, chưa biết sai bản nào thì mình cứ đem hết vô. Để bắt đầu anh lựa từ từ. Người ta yêu cầu bạn là mã hóa đơn, mình có hai lựa chọn, đó là chi tiết và hóa đơn. Được chưa? Cái thứ hai, tên sản phẩm, lấy bản sản phẩm. Thứ ba, số lượng, đơn giá. Được chưa? Vậy là cái bản chi tiết anh sẽ xài. Được chưa? Cái bản hóa đơn chưa biết xài hay không. Rồi, và thành tiền. Đó, đầu tiên là mã hóa đơn nè. Cái thứ hai nó là tên sản phẩm nè. Rồi tới số lượng nè, tới đơn giá nè. Rồi và cuối cùng các bạn, đó là thành tiền. Đó, thành tiền thì hồi nãy anh có nói các bạn, thành tiền đây là trường mới nè, mình ghi chữ thành tiền nè. Thành tiền nó bằng cái trường số lượng nè, nhớ đặt trong hoặc vuông giùm anh, nhân với cái trường đơn giá nè. Nó cái trường người ta viết sao, viết y chang giùm anh. Đây là trường mới nên anh run chạy nè. Run chạy xong anh quay lại nè. Đó, anh kiểm tra cái bảng nhân viên không xài, khách hàng không xài. Rồi, kia không xài thì anh xài chỉ hai bảng, đó là chi tiết và sản phẩm. Anh gồm có 5 trường đúng yêu cầu đề bài. Sau khi làm xong đó, anh tiếp tục anh kiểm tra người ta yêu cầu điều kiện mã hóa đơn là 2014-2005. Đó, 2014-0005 thì bạn đánh vô giùm anh, thì nó lập tức nhảy nè. Sau đó anh run chạy thôi. Nó và này không có đáp án lý do của mình á, thì bạn nào có để ý thì em trước của mình á, anh phân tích cái lỗi mà lỗi số 3, lỗi số 4 á, nó sai ở kiểu dữ liệu á, nó xin lỗi sai ở dữ liệu á, thì ở của mình đó là 2004-0001 cho đến 020. Nó, nếu bạn nào còn nhớ. Được chưa? Nên này 2014 chắc chắn không có đáp án. Được chưa? Thì mình cứ đánh điều kiện của người ta thôi. Rồi sau đó mình Ctrl S. Này là QS 13. Nó thì ghi chú giùm anh, không phải lúc nào điều kiện cũng luôn luôn là có hết. Đó, nó tùy thuộc vào đề bài người ta cho. Đó, mình cứ người ta yêu cầu đánh sao đánh đi chang vậy giùm anh. Vậy thôi. Rồi, sửa nhanh giùm anh qua câu 14. Câu số 14. Thì đối với câu số 14 này, người ta yêu cầu bạn này gồm có mã hóa đơn nè, tên sản phẩm, số ngày lập đơn, đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền trả trước, tiền còn lại gì đó. Thì người ta có giải thích cho bạn luôn. Quá sung sướng cuộc đời. Đó, thì mình chỉ cần bay vô mình làm theo người ta yêu cầu. Nó chứ không có gì cao xa suy nghĩ hết các em. Đó, đây. Query design, đem hết 5 cái bảng vô. Đó, rồi bắt đầu lựa ra. Cái đầu tiên người ta yêu cầu á, người ta yêu cầu đầu tiên các bạn đó là gì đây? Mã hóa đơn, tên sản phẩm. Mã hóa đơn có hai lựa chọn. Nên kéo xuống đây đây. Tên sản phẩm, lấy bản sản phẩm. Rồi, tên sản phẩm, số ngày lập đơn, tức là có sử dụng cái gì? Mã hóa đơn. Đây, sử dụng bản hóa đơn. Nó tay chút xíu bạn sử dụng ngày số ngày lập đơn là ngày nhận trừ ngày lập hóa đơn. Đó, nên sẽ lấy gì? Mã hóa đơn nè. Thứ nhất nè, lấy mã hóa đơn xong rồi tới tên sản phẩm nè. Rồi tới số ngày lập đơn. Ở đây là trường mới nên anh zoom lên cho dễ nhìn. Anh viết tắt số ngày lập đơn là cái gì đây? Là viết tắt nha. Đó, bằng cái gì đây? Bằng cái trường ngày nhận nè. Đó, bạn em trừ cho ngày lập hóa đơn nè. Đó. Rồi, run chạy nè, đây là trường mới mà, quay lại. Đó, mình cứ làm bình thường.
tứ gấp, bán căn gấp, bán căn rối. Rồi số ngày lập đơn xong, rồi tới đơn giá số lượng nè, đơn giá nè, rồi tới số lượng nè, đó bảng chi tiết nè đem xuống nè, rồi số lượng xong tới thành tiền nè, thành tiền đây trường mới nè, nó cứ zoom lên thôi, thành tiền nè, mà thành tiền bằng cái trường số lượng nè, đem nhân với trường đơn giá nè, nó trường thì cứ đặt cho một vuông và chuỗi đặt một kép, đây là trường mới nè, đó trường mới thì run chạy ra đáp án xong quay lại là có sai sửa ngay cái trường mình đang làm. Nó thành tiền xong tới gì đây, tới tiền trả trước, nó là nếu nó là ít hơn 20 thì nó là 20% thành tiền. Nó thì ở đây đối với trường tiền trả trước nè, anh viết tắt tiền trả trước nè, nó là bằng gì đây, if if trong asset có hai chữ y nha, if trong asset có hai chữ y và cách dùng y chang như bên hàm if bên asset bình thường, nhưng mà nó có hai chữ y là cái thứ nhất. Cái thứ hai điều kiện hàm and hàm or các bạn đặt ở giữa. Nó tức là bài này gì đây, nếu gì đây, nếu số ngày lập đơn nó nhỏ hơn 20, nó đây là cái mẫu hoặc ra nè, số ngày lập đơn của bạn nè, nó nhỏ hơn 20 nè, nó nhỏ 20 thì nó là 20% thành tiền. Nó nhưng mà ở trong đây không sử dụng phần trăm nè, như anh sử dụng đó là 0,2 hoặc là 20%. Hàm ít thứ hai, nếu nếu cái gì, cái số ngày lập đơn nó lớn hơn bằng 20 và cái số ngày lập đơn nó nhỏ hơn bằng 40. Nó người ta yêu cầu từ 20 đến 40, từ 20 đến 30 nha. Từ 20 đến 30 thôi. Đó thì nó là 30% thành tiền, tức là 0,3. Còn lại là 0,4. Một ngoặc, hai ngoặc, hai hàm ít. Sau đó anh em nhân cho cái thành tiền. Đó, nhân cho thành tiền. Tức là thay vì bạn lấy 0,2 nhân thành tiền, 0,3 nhân cho thành tiền, 0,4 nhân thành tiền, thì bây giờ anh đặt thành tiền làm nhân tử chung. Muốn biết kiến thức này liên hệ kiến thức cấp 1 và cấp 2 giùm anh. Nó sau đó mình quay lại run à. Run xong quay lại. Nó tiền trả trước. Giờ nó tiền trả trước xong rồi tới gì đây? Tới là tiền còn lại bằng thành tiền trừ trả trước giảm 5%. Nó thì đây tiền còn lại. Tiền còn lại các bạn bằng bằng gì đây? Nó bằng gì đây? Bằng thành tiền. Nó trừ cho tiền trả trước. Nhưng mà nó giảm đi 5%, tức là còn 0,95%. Nó run dài. Nếu lỡ bạn có viết sai, giả sử nha, thành tiền anh giả sử anh viết sai cái nè, nó thì báo bạn ừ cái trường thành T nè, cách ra nè, H nè, cái này nè nó là gì nè, nó báo bạn sai trường gì đó. Nó được chưa? Thì cái này bạn coi lại, hoặc là bạn xóa hết, bạn viết lại ngay cái chỗ bạn đang viết thôi, chứ không phải ngồi đó là bạn viết hết toàn bộ lại. Nó này rồi, đó là cách làm, đó là cách làm với nhiều trường khác nha. Đó rồi, các bạn sửa tới đây giùm anh đi. Rồi anh sửa ý cái phần thuộc tính nữa. Đó rồi, quên cái này, anh phóng to lên chút xíu cho các em. Rồi đây, sửa tới đây giùm anh. Tiếp theo là cái phần định dạng em. Định dạng này á, em phải lưu nó lại giùm anh. Ví dụ như đây là QS14 nè, em lưu nó lại, em đóng nó lại giùm anh. Rồi cái này em phải mở lên. Nó mở lên, cái này em mới định dạng thành tiền, tiền trả trước, tiền còn lại. Bằng cách em click chuột phải nè, em chọn rồi bánh tiền. Đặt con chuột em ngay chỗ trường thành tiền nè, tiền trả trước nè, đó tiền còn lại nè. Nó em click chuột phải chọn rồi bánh tiền, hoặc là rồi bánh tiền shift này cũng được. Rồi gì đây, cái chuột phần má này giống như bên Excel vậy đó, thăng chấm 1, 2. Người ta yêu cầu là thăng phẩy hai dấu thăng số 0. Ở đây máy anh sử dụng đây là phần cách hàng ngàn á, là dấu chấm nha, nên đánh là 1 dấu thăng, dấu chấm, 2 dấu, 3 dấu thăng số 0. Có hai số 2 dấu thăng nè, phần cách hàng ngàn, 2 dấu thăng, 1 số 0, cách ra đô la. Nó giống như bên Excel các bạn như thôi. Nó xong cái phần thứ nhất, qua cái trường thứ hai lít chuột phải rồi bánh ti nè. Nó đây cũng vậy nè, thăng chấm 1, 2, 0, cách ra đô la. Nó y chang như bạn làm bên Excel, lít chuột phải phòng Excel thôi đó các em. Đây nó đây rồi, bánh tì xít nè, dấu thăng nha, phân cách hàng ngàn nha, phân cách hàng ngàn của bạn là dấu phẩy hoặc là dấu chấm nha, tùy máy để cài đặt nha. Ở đây máy anh cài đặt đó là dấu chấm rồi đó, nên sẽ đánh là dấu thăng chấm, hai dấu thăng số 0, dấu đô la giống như người ta. Thì sau đó bạn run nè, thì bạn sẽ ra được giống như người ta yêu cầu.
đó thì ghi chú thêm giùm anh nhớ. Đối với trường hợp định dạng này bạn nên lưu lại đi rồi hãy làm, rồi sửa vô giùm anh tới đây. Rồi tiếp theo á, mình sẽ làm câu 15. Câu 15 nha. Đối với câu 15 thì các em thấy nè, người ta yêu cầu cũng tương tự nè, đó, nhưng mà viết nó hơi xoắn hơn chút xíu nha. Đây, tức là yêu cầu bạn gồm mở hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận, tên khách hàng, họ tên, tên sản phẩm gì đó, người ta giải thích ở phía dưới cho mình luôn. Rồi bây giờ mình làm từ từ theo người ta thôi. Đó, nhưng mà đòi hỏi tốc độ mình làm nhanh chút xíu. Rồi, ở đây anh em đem năm bảng vô nè. Rồi bắt đầu mình lựa nè. Đó, rồi quên cái câu 14 hồi nãy để kiểm tra coi có dư bảng không nha. Đó, hồi nãy bạn thấy nè, tên sản phẩm, số lượng, ngày nhận gì đó. Cái câu 14 này nãy không có xài cái bảng nhân viên nè, cũng không có xài bảng khách hàng nè, em thấy không? Đó, tức là mình lấy đúng bảng, đủ bảng và không có dư bảng nè. Và các bảng phải được liên kết với nhau nha, không có lấy dư bảng nha các em. Đó, rồi bây giờ anh làm lại 15 nha. 15 của anh là gì đây? Nó mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận nè. Mã hóa đơn nè, ngày lập hóa đơn nè, ngày nhận nè, ba trường này lấy trước nè cho các bạn hóa đơn. Sau đó tiếp tục người ta yêu cầu bạn đó là tên khách hàng, họ tên nhân viên. Tên khách hàng nè, tên khách hàng lấy bạn khách hàng nè, họ tên nhân viên anh sẽ lấy cái bạn nhân viên ra. Đó. Đây, cái trường họ tên nè. Cái trường họ tên có được bằng cái họ lót nè. Cái này làm đi làm lại vài lần rồi nên sẽ làm nhanh nha. Họ lót nè, anh ghép nối với trường tên nè. Đó. Run chạy thử để an toàn nè. Đó. Rồi. Hiện tại là anh đang sử dụng ba bảng này. Rồi họ tên xong rồi tới gì đây? Họ tên xong á, mình tới tên sản phẩm, đơn giá. Họ tên xong tới tên sản phẩm nè, tên sản phẩm nè, tới đơn giá nè, tên sản phẩm xong rồi tới đơn giá nè, rồi tới số lượng nè, nó rồi tới thành tiền nè, nó phải không ạ? Số lượng xong tới thành tiền, nó và thành tiền thì lại bằng số lượng nhân đơn giá vậy thôi, bằng số lượng nè, đem nhân cho đơn giá nè, nó chạy thử nè, sau đó quay lại. Rồi bây giờ xoắn là cái ý cuối đó em, tức là bài này hầu như là 5 bảng mình xài hết rồi. Nó không có dư bảng nào hết. Nó cái ý cuối là cái ý xoắn á. Ý cuối là người ta nói gì? Đó, tổng tiền bằng thành tiền cộng với tiền kho. Và người ta giải thích cho bạn á là từ ngày lập hóa đơn ngày nhận nó không quá, nó từ 20 đến 40 ngày thì người ta không tính tiền kho. Nhưng mà nếu nhỏ 20 ngày thì giảm 2.000 cho mỗi ngày lưu kho. Đó, nếu trên 40 thì nó là tăng 2.000. Đó, thì cách làm nó như sau. Tổng tiền nè. Tổng tiền nè thì nó bằng gì đây? Bằng cái trường thành tiền nè em. Đó, em cộng với gì? Cộng với if nè. Nếu nè, nếu gì đây, bạn có thể là viết theo thứ tự của người ta hoặc là em viết theo cái suy nghĩ của em. Đó, nếu gì đây, anh mở hoặc ra cái ngày nhận nè. Đó, anh trừ cho gì đây? Anh trừ cho ngày lập hóa đơn. Đó, nguyên cụm hoặc này. Được chưa? Hai này trừ nhau. Mà nếu như nó nhỏ 20 thì anh sẽ lấy gì đây? Anh đặt dấu trừ ngoài trước 2.000, đem nhân với, nhân với gì? Ở đây các bạn thấy anh để hai ngoặc nha, lấy 20 anh trừ ngày nhận trừ ngày lập hóa đơn. Đó, anh đóng này hai ngoặc nè. Đầu tiên nè, ở đây nè, ngày nhận trừ ngày hóa đơn nè, anh đặt đây trong một ngoặc nè, hai này trừ nhau ra con số nè. Đó, hai này trừ nhau con số nè, được không ạ? Rồi rồi, ở đây gì đây? 20 nè, đây một ngoặc thôi, 20 nè, anh đem trừ cho con số nè, anh đóng lại nè, và nguyên cái cụm này nè anh mới đem nhân cho 2.000. Và người ta yêu cầu giảm đi nên sẽ đặt dấu trừ. Đó. Ngược lại, nếu cái thứ hai hàm if có hai chữ gì? Nếu cái gì? Vận dụng kiến thức. Vận dụng kiến thức của gì đây? Quy tắc xảy ra trước sau ngày nhận trừ ngày lập hóa đơn. Đó. Điều kiện thứ hai xảy ra khi điều kiện thứ nhất nó sai. Tức là cái này các bạn chỉ cần lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng 40 là đủ rồi. Tại vì khi điều kiện thứ nhất đã sai rồi thì tức là nó phải từ 20 trở lên. Và khi đó này bằng không. Đó, thay vì bạn viết thêm một cái and là gì đây? Ngày nhận trừ ngày lập hóa đơn lớn bằng 20 nữa. Thì nó thừa đi. Nó thừa đi. Còn bạn nào muốn kỹ càng thì cứ viết nha.
Và ngược lại, ngược lại là gì đây? Hai ngoặc. Thứ nhất là ngày nhận trừ ngày lập hóa đơn. Hai này trừ nhau, bạn thấy anh đóng ngoặc lại nè, trừ cho 40, đóng thêm ngoặc nữa, nhân cho 2.000, 1F, 2F, Enter, run dài, lỡ sai viết lại, đúng thôi. Đó, đây là câu tổng tiền, đúng không? Đó, đây là câu viết hơi xoắn một chút nha, phông chữ hơi lớn ha, nên thu nhỏ phông chữ lên chút xíu, 16 thôi. Đó, 16 thì nó hơi nhỏ ha, để lên 18 cho các em dễ nhìn. Đó, đây, chú ý ngoặc nha, chú ý ngoặc nha. Thật ra nó viết không có gì khó lắm, nhưng mà dễ sai ngoặc. Đó, rồi sửa vô dùm anh. Đây là câu, rồi, xong câu 15 ha. QS 15. Bây giờ tới QS 16. QS 16 thì người ta yêu cầu bạn đây, 16 ra gồm có mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên sản phẩm, tiền thuế, hoa hồng được thu gì đó. Người ta yêu cầu rõ ràng, người ta giải thích cho bạn luôn. Đó, accept một cái cực kỳ dễ chịu á, là làm tới đâu người ta giải thích làm tới đó luôn, khỏi cần suy nghĩ nhiều. Đó, quan trọng biết công thức được hay không thôi. Ready style, anh lấy hết các bạn vô. Đây là câu 16 nha. Câu 16 thì người ta yêu cầu bạn là mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn là hai trường đầu tiên. Trường tiếp theo người ta yêu cầu bạn đó là gì đây? Trường tiếp theo người ta yêu cầu bạn đó là tên sản phẩm thành tiền. Đó, trường tiếp theo là tên sản phẩm nè, tên sản phẩm đâu rồi, rồi tới thành tiền. Đó, thành tiền là trường mới mà nãy giờ mình viết rất là nhiều lần rồi, thì nó bằng cái trường số lượng này em. Đó, các bạn em nhân với trường đơn giá, và để an toàn thì anh luôn luôn anh chạy thử. Đó, quay lại đây, tức là trường chi tiết anh lấy nè, bạn sản phẩm anh lấy nè. Đó, rồi thành tiền xong, người ta yêu cầu bạn là gì? Thuế. Thuế là 20% thành tiền. Đó, thuế. Giờ thuế nó bằng 20% thành tiền, tức là 0,2 nhân cho thành tiền. Và thành tiền nhất này bạn là một trường rồi, nên bạn phải đặt trong một vùng. Chạy thử tiếp. Quay lại. Đó, các bạn đừng có ngồi đó bạn gấp. Bạn gấp là bạn dở. Đó, bạn gấp là bạn dễ sai nữa. Đó, thuế, hoa hồng. Hoa hồng nó là 4% thành tiền, điều kiện đó là số lượng trên 40. Nó hoa hồng thì bạn cứ hoa hồng. Nó bằng gì đây? Bằng ý nếu. Nếu cái gì? Nếu cái trường số lượng các bạn nó trên 40 thì nó nhiêu à? Nó là 4% thành tiền, tức là 0,04 nhân cho thành tiền. Nó ngược lại nó là không. Quay lại. Đó, số lượng nè các bạn thấy không? Cái đó anh viết sai số lượng nè. Nó thì ngồi đó anh kiếm là coi anh sai chỗ nào. Nó sai số lượng nè. Ờ, anh viết thiếu chữ L. Nó hoặc là tìm hoài không ra, xóa hết viết lại. Nó chạy. Đó lý do tại sao anh luôn luôn viết từng ý. Anh đừng gấp. Nó càng gấp các bạn càng rối. Hoa hồng xong. Thực thu bằng thành tiền trừ hoa hồng cộng trừ thuế. Nó đi vậy sao ghi thực thu bạc thành tiền trừ hoa hồng trừ thuế run dài. Quay lại, tại mấy này trừ nhau nha, nên thứ tự nó trước sau gì cũng không ảnh hưởng nha. Rồi sửa nhanh vô giùm anh. Ở đây mình dư bảng khách hàng nè, nhân viên nè, nó chỉ có 3 bảng này xài thôi. Rồi thì đây là câu số 10 à, mười mấy ta? 16. Control S ha, QS 16. Rồi bây giờ QS 17. Đó, QS 17 thì người ta cũng tương tự nha. Nhưng mà ở đây nè, 6 tháng cuối năm gồm có, nó gồm có những cái này. Đó, thì mình cứ làm theo thứ tự của người ta. Rồi, bài vô làm. Re, query design. Đó. Cứ query design rồi mình làm từ từ. Người ta yêu cầu bạn đầu tiên nó là gì đây? Tên sản phẩm, mã hóa đơn. Tên sản phẩm nè, mã hóa đơn nè. Đó, mã hóa đơn thì có thể sử dụng mã hóa đơn và chi tiết, nhưng mình để đây đi. Mã hóa đơn xong tới gì? À, số lượng đơn giá.
số lượng đơn giá đây sử dụng luôn đó, tức là dán này anh có thể sử dụng ở bảng hóa đơn hoặc bảng chi tiết đó. Nhưng mà muốn biết chắc chắn hơn để đọc tiếp coi, ở đây anh có cần có tính quý nữa, có tính quý thì anh sẽ ngày lập order đó hoặc ngày nhận nữa đó. Tức là bài này anh sử dụng ba bảng này chắc chắn rồi đó. Đó, tên sản phẩm rồi tới mã hóa đơn, tên sản phẩm, mã hóa đơn, số lượng, rồi đơn giá. Nó đơn giá rồi tới gì đây, đơn giá, đơn vị tính, rồi đơn vị xong tới đơn vị xong tới thành tiền và quý. Nó thành tiền nè, nó thành tiền, viết cho đúng chút nha. Thành tiền, thành tiền thì bằng trường số lượng nè, đem nhân với trường đơn giá nè. Nó chạy thử cho an toàn, quay lại. Rồi nhân viên chưa xài, khách hàng không xài, bỏ đi, ngồi thiếu tính sao. Rồi bắt đầu kiểm tra tiếp, người ta yêu cầu bạn tiếp theo nó là quý, và quý người ta giải thích là ghi quý 3, quý 4 như thế nào đó. Nó thì bây giờ mình làm theo đời người ta. Nó quý nè, quý có được bằng thứ nhất là if nè, nếu như cái gì, cái month của anh, của ngày lập hóa đơn nó lớn hơn 6, lớn bằng 7 đi cho giống người ta, lớn 7, và cái month của ngày lập hóa đơn nó nhỏ hơn bằng 9, đóng hai ngoài lại, hàm and ở ngoài nữa, year ngày lập hóa đơn. Thật ra bài này cái chỗ year này bạn không cần cũng được, nhưng mà anh sẽ kỹ đó. Ở đây anh kỹ hai vấn đề. Cái vấn đề số 1 á, nếu bạn không đọc đọc cái ngoặc này nè, đó em không đặt hai cái ngoặc này nè, đó thì có nghĩa là gì đây, cái manh nó nhỏ hơn 9, năm nào cũng được nó. Ủa xin lỗi, cái khi bạn viết như nè thì cái manh nhỏ hơn 9 thì mấy năm 2014, nhưng mà khi cái manh nó lớn hơn 7 thì năm nào cũng được đó. Thì một số nhiều năm á, một số dữ liệu người ta cho nhiều năm á thì mình sẽ bị dư đi kết quả nó, nên anh sẽ viết như vậy nó sẽ an toàn hơn. Tùy thứ tự của hàm trong Access mình á, nó thể đi theo thứ tự từ trái qua phải nha. Đó, nếu này đúng thì bạn trả về chữ quý 3. Đó, phần ngược lại tương tự vậy, if tiếp. Nếu như cái gì này, nếu như cái month của ngày lập hóa đơn, đó, cái month ngày lập hóa đơn nó lớn hơn bằng 10, và cái month của ngày lập hóa đơn nó nhỏ hơn bằng 12, đóng ngoặc lại, and cái year của ngày lập hóa đơn nó bằng 2014. Nếu điều này đúng thì bạn trả về đây là chữ quý 4. Và ngược lại anh sẽ dùng quý, anh ghép nối. Các bạn thấy nè, chữ quý anh viết cách ra nha, để cho không bị dính nha. Nó quý anh ghép nối hàm đầy bát. Trước đây mà không có trả quý 1, quý 2 được nha, tại nó còn hai quý nữa. Nó đây, ngày lập hóa đơn nó 1 if, 2 if, enter, run chạy. Nếu có sai bạn sửa lại, còn nếu đúng thì bạn đi tiếp. Rồi sau đó người ta yêu cầu bạn là gì đây, 6 tháng đầu cuối năm. 6 tháng cuối năm thì ở đây điều kiện bạn quý chỉ cần ghi là gì, là quý 3 hoặc là quý 4 là đủ rồi. Quý 3 quý 4, vậy người ta yêu cầu vậy thôi. Người ta yêu cầu 6 tháng cuối năm. Cuối năm là tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tức là thuộc quý 3 và quý 4. Nó chú ý quý công thức ví ngay chỗ này nha, viết một hồi tầm bạ nha. Rồi chữ bự quá rồi, 16 thôi. Đây, viết cẩn thận nha, nếu không là bị sập nha. Rồi thì mình lưu lại ha, mình đường câu tiếp theo là câu số 15, 16 rồi, tới câu QS này, QS 17 nha. Rồi, sau đó mình chuyển qua câu QS 18 coi nó là cho gì đây. Câu 18 người ta cũng yêu cầu bạn là hiển thị 6 tháng đầu năm. À, câu trên là 6 tháng cuối năm, bây giờ 6 tháng đầu năm. Đó, vì người ta yêu cầu cái sản cái về cái nguyên tắc á, thì các bạn thấy ra là cũng mã hóa đơn, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, giảm cước phí thanh toán gì đó. Nó cũng tương tự. Nó thì mình cứ bay vô mình làm bình thường thôi. Re, where redesign nè. Nó anh em hết năm cái bảng vô nè.
Rồi thì bây giờ người ta yêu cầu là mã hóa đơn tên sản phẩm. Mã hóa đơn anh có hai lựa chọn, nhưng mà tại vì nãy anh mới đọc cho các em thấy nè, mình cần thêm gì đây, ngày thập hóa đơn nữa, tiền yêu cầu 6 tháng đầu năm mà đó, nên anh giữ sử dụng ở bảng hóa đơn này, mã hóa đơn đó, tên sản phẩm rồi mã hóa đơn xong rồi tới tên sản phẩm rồi à, số lượng đơn giá, số lượng nè đây, đơn giá nè đó, lấy đúng thứ tự nó giùm anh nha, thành tiền đó, và đây là trường mới, là trường thành tiền thôi. Và trường thành tiền người ta nói gì à, thành tiền bằng cái trường số lượng nè, em nhân với đơn giá. Đây là trường mới, run chạy ra đáp án quay lại rồi, thành tiền xong giảm bằng 10% thành tiền nếu như số lượng trên 40 đúng không ạ, số lượng trên 40 tức là giảm nè, nó bằng gì đây, bằng if nè, nếu nè, nếu cái trường số lượng các em á nó trên 40 thì nó được giảm nhiêu à, giảm 10% tức là bạn trả là 0,1 nhân cho thành tiền, và ngược lại không có được giảm thì nó bằng 0. Chạy tiếp quay lại giảm xong rồi tới gì đây, cước phí 15% thành tiền nếu từ ngày lập hóa đơn cho đến ngày nhận hàng trên 20 ngày nó, thì người ta cứ vậy thì mình làm vậy, cước phí bằng if nếu gì đây, cái ngày nhận bạn trừ cho ngày lập hóa đơn nó, mà người ta yêu cầu là trên 20 thì nó được nhiêu phần trăm đây, nó là 15% thành tiền thì bạn tính là 0,15 đem nhân cho thành tiền, và ngược lại nó là 0. Run dài quay lại tiếp tục, cái trường cuối cùng bạn là thành tiền, và thanh toán bằng thành tiền trừ giảm cộng cước phí nó, thanh toán đây trường mới nè, thanh toán bằng cái trường thành tiền nó, bằng cái trường thành tiền trừ cho cái trường giảm cộng cho cái trường cước phí nó, run chạy quay lại nó, thì người ta nói sao thì cứ làm vậy thôi, đừng có suy nghĩ cái gì đó mà nó cao xa, nó vời vợi cả đó. Nhân viên không xài, khách hàng không xài, bỏ đi, mình sử dụng ba bảng đó là hóa đơn chi tiết và sản phẩm đó. Rồi lưu lại Ctrl S QS 18 mời các em sửa vô. Rồi ở đây nè, người ta yêu cầu 19 nè, hiển thị các hóa đơn chưa giao hàng nha, gồm có mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng, điện thoại đó, thì người ta yêu cầu sao thì mình cứ làm vậy thôi. Nguyên tắc đầu tiên là lấy các trường người ta yêu cầu đó. Rồi gồm có mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng đó, tên khách hàng và gì đây, và điện thoại đó, chỉ có cho vậy thôi đó. Tức là mình không xài nhân viên, cũng không xài sản phẩm, cũng chả xài chi tiết thì lấy ra làm cái gì đó. Rồi người ta sẽ yêu cầu bạn là gì đây, à hết rồi chưa giao hàng, thì với nhìn vô cái dữ liệu đó bạn, nhìn vô vậy thì làm sao biết chưa giao hàng đó. Nhưng mà các bạn nhớ là giùm anh nè, giống như bạn mua đồ online á, thì gì đây, muốn biết người ta chưa giao hàng của mình thì mình cặp cái đơn giản nhất là mình chưa có cầm cái sản phẩm nó trên tay đó, còn cụ thể hơn là chưa có thời gian nhận nó, cụ thể nó, thì ở đây người ta sẽ dùng một cái trường này ngày nhận, nó chưa có ngày nhận. Và đối với các bạn lưu ý nè, mình sẽ dùng một cái hàm, đó là hàm inun. Khi mà hàm inun á, nó đứng một mình để nó kiểm tra những cái ô trống, những cái record trống trong một trường, được chưa, nhớ nha, kiểm tra trong một trường á thì nó viết cách ra. Nhưng mà hàm inun, khi mà hàm inun mà đi chung với hàm if thì nó phải viết liền, sau đó là tên trường, thí dụ như ngày nhận nha. Cách dùng nó dáng này nó y chang hàm iblat, anh nhắc lại, hàm inun nó có hai cách dùng. Cách thứ nhất, nếu inun nó đứng một mình, nó kiểm tra những cái record trống trong một trường thì nó sẽ viết cách ra giống như vậy. Nhưng mà khi inun đi chung với hàm if thì phải viết liền nha, viết liền cách dùng y chang hàm iblat đó. Bài này chỉ có vậy thôi, run chạy quay lại đồng sọt
thì người ta không yêu cầu trường nghề nhạc. Contranet QS19 ghi chú vô dùm anh cái trường hợp Inon này. Câu 20 này thì sao đây? Hiển thị danh sách sản phẩm có giá bán thấp nhất hoặc là giá bán cao nhất. Nhớ nha, giá bán thấp nhất hoặc là giá bán cao nhất nha. Thì đối với dạng bài tập này là các em. Đó. Thì người ta yêu cầu bạn lấy trong cái bảng sản phẩm á. Nó gồm có gì đây? Gồm có tên sản phẩm, đơn vị và đơn giá thôi. Tên sản phẩm là đơn vị và đơn giá. Và người ta yêu cầu cái đơn giá thấp nhất. Các em lưu ý nè, tìm một hoặc là nhiều giá trị thấp nhất hoặc là cao, thấp hoặc là cao nhất. Đó, thấp nhất có thể là thấp nhất hoặc là cao nhất trong một trường nha. Đây là tìm những cái giá trị thấp nhất hoặc cao nhất trong một trường nha các em. Nếu nha, thì khi đó đầu tiên em hãy sắp xếp cái trường đó giùm anh tăng hoặc giảm. Nếu người ta yêu cầu thấp nhất thì em sắp tăng dần. Nếu như đề bài yêu cầu cao nhất thì các em sắp giảm dần. Hay nhất là khi tìm một, những cái giá trị cao nhất hoặc là những giá trị thấp nhất trong một trường nha. Nhớ đây là chỉ giải quyết trong một trường. Tìm những cái giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong một trường. Thì đầu tiên bạn hãy sắp xếp giùm anh coi. Nếu nó thấp nhất thì yêu cầu bạn là tăng dần. Còn nếu nó cao nhất thì bạn hãy sắp giảm dần. Bạn này thấp nhất nên anh sẽ sắp tăng dần. Rồi sau đó ngay cái return này nè, bạn đánh coi người ta yêu cầu mấy giá trị thì đánh số mấy vô. Ví dụ hai giá trị đánh số 2, thấp nhất là một giá trị thì một. Người ta yêu cầu đánh 5 giá trị thì đánh số 5 vô. Đó, sau đó bạn run chạy. Quay lại Contranet QS20. Chỉ vậy thôi. Nhớ nha. Đây là giải quyết bài toán là tìm giá trị thấp nhất trong một trường hoặc cao nhất trong một trường, thì công việc đầu tiên hãy sắp nó tăng dần hoặc giảm dần. Sau đó chỗ return này đánh số người ta yêu cầu. Hết. Sửa nhanh, ghi chú cẩn thận. Rồi đối với câu 21 nè. Hiển thị danh sách chưa đặt hàng. Nha, hiển thị danh sách khách hàng chưa đặt hàng nha. Câu 21-2 là câu suy luận nha. Đó, gồm có mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ và điện thoại. Đó, anh giải quyết câu 21 trước. Query design. Cái bảng khách hàng. Người ta yêu cầu bạn là gì đây? Gồm có mã khách hàng, tên khách hàng, mã khách hàng, tên khách hàng. Rồi. Điện thoại và địa chỉ. Điện thoại và địa chỉ. Đó, và người ta yêu cầu bạn tìm coi. Đây nè. Tìm coi nè, coi ai chưa có mua hàng. Cái khách hàng là chưa mua hàng. Đó, thì ở đây các bạn thấy nè. Ở đây mình lấy thông tin từ bạn khách hàng. Và nhớ giùm anh, dựa vào những cái thông tin này, thông thường nó sẽ có một cái khóa chính. Đó, và bạn nhìn thấy đây là khóa chính, đó là mã khách hàng. Đó, hoặc là những cái gì trong đây á, thì bạn lựa giùm anh những cái nào là cái mã. Chứ đừng có dùng bao giờ dừng giải thích của nó. Đó, thì ở đây các bạn thấy là có mã khách hàng. Thì dựa vào cái mã khách hàng nè, bạn thấy ở đây có 10 mã nè. Đó, thì ở đây bạn phải tìm giùm anh thêm một cái bảng nữa cũng chứa mã khách hàng. Đó, tìm giùm anh một cái bảng nữa cũng chứa mã khách hàng. Thông thường người ta cho hai bảng thì nó sẽ có một cái bảng nữa chứa mã khách hàng. Và tìm ở cái bảng đó cái mã khách hàng là không xuất hiện thì nó chưa mua hàng. Được không? Đó, tìm cái bảng đó coi cái mã khách hàng nào không xuất hiện. Thì các bạn thấy mình đã lấy bảng khách hàng rồi. Thì mình sẽ kiếm thêm một cái bảng nữa, không phải là bảng khách hàng. Để coi anh kiếm coi. Giả sử cái bảng hóa đơn coi. Đó, mã khách hàng mừng quá có luôn. Đó, thì các bạn thấy nè, dán này cái mã khách hàng nè. Đó, thì bây giờ anh sẽ kiếm từ KH001 nè. Ở đây nè. Đó, KH001 nè đến KH010 nè. Anh tìm ở bên đây nè. Coi cái nào nó không có. Nhá, đây kiếm từng dòng. Và tìm vậy rất là lâu. Được chưa? Nên bạn hãy sắp xếp giùm anh cái tăng dần hoặc giảm dần giùm anh. Đó, giống như bài hôm trước cái lỗi số 4 á, sai dữ liệu á. Đó. Được chưa? Thì những cái sai á nó sẽ nhảy lên đầu hoặc nhảy xuống cuối. Thì cái này cái nào thiếu nó sẽ nhảy đầu nhảy cuối, yên tâm. Đời người ta không có đánh đố các bạn nhiều. Đây, 01 có, 02 có, 03 có, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy anh thiếu cả 009 và 010. Quay lại, xóa đây. Đồng xô. Cái mã khách hàng ở đây anh ghi điều kiện là gì đây? KH009. KH010. Đó, tức bạn hãy tìm nó. Tìm nó và bạn giải quyết. Đó, thì đây là câu QS21. Còn tương tự câu QS22. 22 thì gì đây? Người ta yêu cầu bạn là cái mặt hàng nào chưa mua, nó nằm ở bảng sản phẩm. Đó, câu 22 thì nó là cái bảng sản phẩm. Này. Where, where is size, cái bảng sản phẩm. Người ta yêu cầu gồm có gì đây? Gồm có sản phẩm, mã sản phẩm, tên sản phẩm. Mã sản phẩm, tên sản phẩm. Đơn vị và đơn giá. Đơn vị và đơn giá. Thì nhìn đây này, chắc chắn bạn sẽ dùng mã sản phẩm. Mình sẽ kiếm một cái bảng nào nữa cũng chứa mã sản phẩm. Giả sử anh dùng mã chi tiết. Upfront.
mừng quá mà sản phẩm có luôn. Được chưa? Thì mình coi coi cái mã sản phẩm mình có đặc điểm là gì này. 001 cho đến 020. Thì anh sẽ tìm ở cái bảng chi tiết nè, coi coi cái nào thiếu. Được chưa? Không phải ngồi tìm từng ô, hãy sắp xếp tăng hoặc giảm. Giả sử anh sắp tăng giảm. 01 không có, 02, 03. Đó, 02 có nè, 03 không có. Vậy tức là thiếu 01, 001 đến 003. 001 và 003. Đó, 4 có nè, 5 nè, 6 nè. Không tin thì bạn ngồi kiếm những cái còn lại đều có. Thế mình thiếu là 001 và 003. Đó, qua bên này bạn ghi điều kiện đó là 001 003. Và này nó hiển thị 13. Muốn biết tại sao 13 thì ở đây các bạn có thể mở cái bảng sản phẩm lên mà kiểm tra. Design. Đây. Cái mã sản phẩm bạn là number, là số. Và do số 0 phía trước này, lý do nó là format. Chứ nó do là format thôi, chứ nó không có gì cao xa cả. Đó, thì đây là cách làm đối với dạng query 21 và 22. Đó, bằng suy luận, bằng tìm ra cái giá trị nào thiếu. Được chưa? Rồi, sửa vô giùm anh và ghi chú cẩn thận. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ qua cái câu số 23, 23, 24, 25 là thuộc dạng cái câu mà nhập từ bàn phím. Được chưa? Nhập từ bàn phím. Thì đối với câu này á, thì cái chỗ mà nhập từ bàn phím, cái ý này là em sẽ luôn luôn làm sau cùng. Em hãy làm những cái điều kiện ở phía trước này nè, làm hết đi. Rồi mới làm tới đó. Và khi em đã nhập cái gì đó, em ghi là chữ nhập cái gì từ bàn phím rồi, thì khi đó em không có ngồi đó mà em chạy thử nữa. Thấy không? Đó, dùng nguyên tắc làm như sau. Mở hóa đơn nào, tức là mở hóa đơn cho ai, để lập hóa đơn. Đó. Rồi, query design. Hóa đơn nào, tức là mở hóa đơn cho ai, tức là tên khách hàng. Được chưa? Anh sẽ sử dụng hai bảng này trước. Ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Đó, mã hóa đơn, tên khách hàng, ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Rồi, đây là câu QX 23. Địa chỉ khách hàng, địa chỉ khách hàng. Nhân viên anh không xài, sản phẩm không xài, chi tiết không dùng. Đó, chỉ lấy hai bảng, không lấy dư. Rồi, ở đây coi có điều kiện phụ không. Đó, thí dụ như điều kiện người ta yêu cầu lập hóa đơn trong tháng 6 gì chẳng hạn. Đó, thì bạn làm. Còn không có thì bây giờ mình ta yêu cầu nhập từ bàn phím cái mã nhân viên. Đó, thì ở đây bạn sẽ lấy cái mã nhân viên ra. Đó. Rồi, sau đó bạn không có chép vô. Được chưa? Điều kiện ở đây bạn sẽ mở một vuông ra. Bạn ghi nhập mã nhân viên. Người ta yêu cầu nhập cái gì từ bàn phím thì bạn ghi ngay trường đó giùm anh. Nhập cái đó vô. Người ta yêu cầu nhập địa chỉ khách hàng thì bạn ngay cái trường địa chỉ khách hàng, bạn ghi mở một vuông ra, nhập địa chỉ khách hàng. Người ta yêu cầu ngày nhận thì bạn ghi nhập ngày nhận, ngay trường ngày nhận. Người ta yêu cầu tên khách hàng thì bạn ghi nhập tên khách hàng. Nhớ đặt trong một vuông. Control S. QS 23. Và lưu ý, đối với khi bạn bắt đầu ghi chữ nhập từ bàn phím rồi thì bạn không có chạy thử. Nhớ nha. Khi bạn đã ghi nhập cái gì đó từ bàn phím rồi thì bạn không chạy thử nha. Tại vì ở đây bạn chạy thử, bạn phải biết chính xác được là nhập những cái giá trị nào để có đáp án và những giá trị nào sẽ không có đáp án. Nên anh nhắc lại một lần nữa, khi mà bạn đã ghi chữ nhập từ bàn phím rồi thì bạn không có chạy thử. Rồi, ghi chú gì mà và sửa vô. Rồi, đối với câu 24 này thì nó cũng tương tự nha. Hiển thị danh sách sản phẩm đã có mã sản phẩm nhập từ bàn phím. 24, 25 anh làm chung nha. Đó, bán cho những hóa đơn nào, số lượng bao nhiêu, đơn giá, tên khách hàng được mua và thành tiền. Đó, thì mình cứ làm bình thường. Query design. Nhập hết những bảng vô. Rồi, cái trường đầu tiên người ta yêu cầu các bạn đó là bán cho những hóa đơn nào, tức là mã hóa đơn. Đó, mã hóa đơn, số lượng, đơn giá thành bán cho những hóa đơn nào, số lượng bao nhiêu. Đây. Đó, và thành tiền nữa nên sử dụng thêm mã sản phẩm. Rồi. Đơn giá, tên khách hàng. Đây. Đó, cái bảng hóa đơn này có thể anh chưa xài mà sử dụng các bạn chi tiết. Mã hóa đơn. Đó, số lượng. Đây. Rồi. Đơn giá, tên khách hàng. Đơn giá, tên khách hàng. Đó. Rồi. Thành tiền. Rồi, thành tiền. Thành tiền bằng cái trường số lượng đem nhân với trường đơn giá. Chạy thử. Ok. Rồi, ở đây bạn nhân viên không xài, hóa đơn không xài. Rồi, các bạn thấy nè, lập tức mình vi phạm một nguyên tắc. Đó là tất cả các bảng không được liên kết với nhau. Đúng không? Đó, tại vì mình có một cái nguyên tắc là gì? Là khi bạn tạo query, tạo form, tạo report thì tất cả các bạn lấy ra phải được liên kết với nhau.
nên cái này mình sẽ lấy thêm cái bảng hóa đơn. Với nhiệm vụ của bảng hóa đơn không phải là dùng làm gì hết mà nó chính là liên kết giữa hai bạn khách hàng và chi tiết nó. Rồi thành tiền xong rồi, ở đây người ta yêu cầu nhập từ bàn phím cái gì đây, cái mã sản phẩm nó đúng không, cái gì có mã sản phẩm nhập từ bàn phím. Ở đây các bạn thấy nè, cái mã sản phẩm mình không có thì mình đem xuống nè, nó rồi được chưa. Rồi ở đây bạn bắt đầu coi coi có điều kiện gì không, nó người ta không có điều kiện gì hết rồi thì mình ghi lại về nhập mã sản phẩm, nhớ viết không dấu nha, viết không dấu. Rồi đặt ngoặc vuông. Rồi ở đây không có ranh thử được chưa, mà lưu lại QS24 nha. Rồi tương tự nhảy QS25 Real Query Design nó QS25 nó cũng tương tự. 25 thì người ta yêu cầu bạn đó là mã khách hàng, tên khách hàng này là có đơn, mã khách hàng, tên khách hàng nó, mã khách hàng, tên khách hàng, ngày lập hóa đơn, ngày nhận, ngày lập hóa đơn, ngày nhận. Rồi họ tên nhân viên, tên sản phẩm, họ tên nhân viên là một trường mới nó, nên viết họ tên bằng cái trường họ lót, đem ghép nối, nhớ đặt trong ngoặc kép nó mới có ý nghĩa nha các em. Tên nó khoảng trắng bằng là cái ngoặc kép nó có ý nghĩa nha nè, nó họ ló kém nó với tên, run chạy thử cho nó an toàn, quay lại. Rồi họ ló tên, rồi tiếp theo nó là thành tiền nó, mà thành tiền cũng là một trường mới thì mình cứ ghi thành tiền bằng cái trường số lượng đem nhân với cái trường đơn giá, chạy thử tiếp, quay lại. Kiểm tra nhân viên không xài sản phẩm, xài tại vì bạn không lấy sản phẩm thì làm gì có đơn giá, số lượng cũng xài, để mình lấy bảng chi tiết đó chứ. Tức là bài này các bạn nè, mình thật ra mình chỉ lấy cái bảng khách hàng và hóa đơn thôi, nhưng mà ở đây mình còn cái mục thành tiền nữa. À, cái nhân viên mất tiêu rồi nè đó, thì khi bạn nhắn này nè mà mất cái bảng nhân viên thì không có thể nào chạy được cái họ lót vào ta, thì là tiếp tục lấy cái bảng nhân viên nè đó. Cái bảng nhân viên này nhằm mục đích giải quyết cho cái trường họ tên, được chưa. Còn cái bảng sản phẩm và bảng chi tiết là giải quyết cho trường thành tiền đó. Chạy thử cái nữa an toàn rồi, rồi nhắn này mới quay lại. Quay lại cái gì đây các em? Đó, quay lại tiếp tục, người ta yêu cầu mình là nhập từ cái khoảng thời gian nào đó, một khách hàng nào đó. Được chưa? Một khách hàng nào đó thì mình nhập cái tên khách hàng. Nó ghi đây. Mở một vuông ra. Nhập. Tên khách hàng. Rồi, trong một cái khoảng thời gian nào đó, người đó có mua hàng hay không? Nữa, có mua hàng hay không, tức là ngày lập hóa đơn. Đúng không? Một khoảng thời gian nào đó, một khách hàng nào đó, một khoảng thời gian nào đó, người đó có mua hàng hay không, tức là có lập hóa đơn trong khoảng thời gian này không. Đó, thì ở đây anh ghi lại gì này, anh dùng cấu trúc là between, between nhập ngày đầu and nhập ngày cuối, tức là bằng nhập ngày đầu để bằng kiểm tra, nhập ngày cuối bằng kiểm tra nó. Thì giác này bạn nhập đúng thì có đáp án, không đúng không có đáp án. Còn nhiệm vụ mình làm tới đây, Ctrl S, QS25 đó, chứ anh không có chạy thử. Nếu chạy thử bạn phải biết, gặp thí dụ tên khách hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn gì đó, trong cái khoảng từ ngày mấy đến ngày mấy, bạn phải nhập đúng rồi đó, nó khớp dữ liệu thì nó mới có đáp án. Còn nếu không, bó tay chấm cơm. Đó, ví dụ nè, anh không có nhập gì nè, và anh nhập sai nè, nó không có đáp án cho bạn. Khi đó các bạn vô thi mình tưởng, vậy mình tưởng mình làm sao, nhưng thật ra là do mình không có biết quan sát dữ liệu, mình chưa có quen với việc quan sát dữ liệu nên mình không có nhập được đáp án, được chưa. Nó rồi sửa vô ghi chủ vô mặt. Rồi tiếp theo á, là hai dạng tiếp theo là QT và QC, thì hai dạng này đều thuộc nhóm query thống kê đó. Nhưng mà ở đây á, anh phân biệt là như vậy nè, nó giống như thống kê bên Excel, các bạn thống kê theo một điều kiện hoặc nhiều điều kiện đó đó, anh tưởng tượng nó giống vậy để anh học đó. Lúc trước anh hay tưởng tượng vậy đó, ví dụ như là gì đây, thống kê theo một điều kiện thì mình dùng QT, mà thống kê theo hai hoặc là ba điều kiện thì mình dùng QC nó. Nhưng mà nó khác với bên Excel á, Excel là có một cái thống kê, thí dụ em tính tổng thì nó là tổng thôi đó, còn bên đây thống kê bên đây em có thể tổng điểm, tính trung bình, như ba bốn cái cùng lúc được
nhưng mà nó phải theo một điều kiện đó. Nếu là một điều kiện nha, thông thường một điều kiện đó là sẽ là QT, mà khi nó hai điều kiện trở lên thì nó là QC. Ví dụ bài này thiết kế query tính tổng trị giá đơn hàng của mỗi hóa đơn nhập từ bàn phím, cái này tính sao? Bằng đây, đây biết rằng trị giá hóa đơn bằng tổng thanh tiền tất cả sản phẩm, được chưa? Người ta yêu cầu gồm có mã hóa đơn, số sản phẩm và trị giá đó, tức là dựa gì, vừa tính trị giá là tính tổng nè, vừa điểm số sản phẩm nè, và dựa một cái điều kiện đó là mã hóa đơn đó. QT2 là tên khách hàng, mã hóa đơn và trị giá. Ở đây em thấy nè, nó có hai điều kiện, đó là tên khách hàng và mã hóa đơn đó, đều tính trị giá. Nhưng mà bài này người ta đưa QT thì mình làm QT, nhưng mà nếu không đưa QT thì nó là QC đó. QC hay gọi là query rooftop tab, QT là query total đó. QT3 nè, gồm có tên khách hàng, số hóa đơn, tổng trị giá. Em thấy rõ ràng đây hai cái phần thống kê, nhưng mà có một điều kiện. Câu số 4, tên khách hàng, số hóa đơn, tổng trị giá cũng y chang. Câu số 5, tên khách hàng, số hóa đơn, trị giá y chang, tức là có một cái điều kiện phía trước, còn phía sau nó thống kê điểm gì mấy cái kệ nó. Rồi nè, mỗi thành phố có bao nhiêu khách hàng, tức là điểm số khách hàng theo từng thành phố, một điều kiện đó. Tính tổng số hóa đơn, tổng doanh thu quý nó, tức là điều kiện là quý nó. Thống kê phía sau hai ba cái gì kệ nó. Câu 8 nè, nó gồm có gì đây, select query gì đó, người ta tìm trị giá cao nhất gì đó, nó cái gì đây mã hóa đơn, tên sản phẩm, trị giá cao nhất đó. Người ta yêu cầu này là QT thì mình làm QT, chứ nếu không là nó là QC nó. Còn đây QC này em thấy nè, tiếp tục câu 9 nè. Rồi còn câu 9 nữa chứ, mỗi nhân viên lập bao nhiêu hóa đơn, tổng tiền của nhân viên đó, tức là gì đây, thống kê hóa đơn và tổng tiền theo nhân viên. Còn câu số 10 đó, tổng hóa đơn mặt hàng nè, tổng số lượng đã bán theo mặt hàng nè, tổng doanh thu theo mặt hàng nè, tháng nè đó, tức là tất cả đều là cái điều kiện là mặt hàng. Nhưng mà khâu khi em qua QC nè, tổng tiền nè, mặt hàng nè, khách hàng, hai điều kiện. Tổng tiền khách hàng tháng, tổng tiền khách hàng quý, tổng tiền khách hàng tháng, tổng số hóa đơn nhân viên quý đó, tức là có hai điều kiện trở lên này hả, mà tổng tiền quý khách hàng đó, tháng mặt hàng, mặt hàng tên sản phẩm đó, nó hả, mà số hóa đơn được lập nè đó, số hóa đơn nè, mặt hàng nè, tháng nè đó. Hoặc câu 8 nè, tổng kết từng nhân viên nè, cho biết các hóa đơn nè, từ điểm số hóa đơn nè và quý nè đó, được không? Đó, tức là khi mà em thấy câu thống kê query mà query thống kê thì em sẽ nghĩ ngay giùm anh là gì đây, là T hay là C đó. Nếu là T thì nó có một điều kiện, và nếu là C là phải từ hai trở lên. Còn nếu người ta đưa cụ thể query total nha, query rooftop nha, thì cái đó là tuyệt vời, đó là cách phân biệt nha. Rồi bây giờ anh mời các em qua cái câu QT trước đó. Câu số 1, vẫn nguyên tắc làm query, tất cả các query trừ câu update ra thì bắt đầu đều làm bằng select hết, gì mà trừ câu update ra. Rồi câu số 1, người ta yêu cầu là mã hóa đơn, số sản phẩm và trị giá. Mã hóa đơn lấy bảng chi tiết, số sản phẩm điểm cái mã sản phẩm, đây số sản phẩm nó, số sản phẩm có được bằng cách anh điểm cái mã sản phẩm nó. Bạn điếm cái mã sản phẩm cũng được, hoặc là tên sản phẩm cũng được. Và gì đây, và trị giá. Mà trị giá các bạn chính là số lượng nhân đơn giá nó, bằng số lượng nhân cho đơn giá chạy nó. Đây thấy chưa, này bạn ấy, mã hóa đơn, số sản phẩm, trị giá. Rồi tiếp theo coi có điều kiện không, người ta không yêu cầu điều kiện, cái nhập từ bàn phím luôn làm sau cùng. Làm xong rồi chuyển qua total nha, bắt đầu luôn là select à đó, làm sao mà chuyển qua total. Số hóa đơn, số sản phẩm, khao, trị giá, sum, run chạy, quay lại, nhập từ bàn phím cái gì đây, cái mã, có mã hóa đơn nó, điều kiện nhập mã hóa đơn. Và khi bạn ghi nhập cái gì từ bàn phím rồi thì cần cho nó qt một không chạy nữa nha.
khi bạn đã ghi nhập từ bàn phím rồi thì bạn không có chạy nữa. Đây là cách làm của phần Restart, sửa ghi chú gì mà. Rồi tiếp theo là quy tê 2, người ta yêu cầu bạn gồm gì, tên khách hàng, mẫu hóa đơn và trị giá, thì làm y chang vậy thôi, đừng nghĩ gì nhiều. Có design, khách hàng, sản phẩm, chi tiết, hóa đơn. Rồi người ta yêu cầu là gì đây, gồm có tên khách hàng, mã hóa đơn và trị giá. Có mã hóa đơn chứ, đây delete ở đây, mã hóa đơn và trị giá. Mà trị giá thì bằng trường số lượng đem nhân với trường đơn giá, run chạy. Rồi bây giờ kiểm tra coi, tên khách hàng rồi, mã hóa đơn rồi, trị giá rồi. Này cái mã hóa đơn nè, ở đây này em thấy nè, em có thể sử dụng được ở cái bảng sản ở cái bảng chi tiết nè đó, hoặc là bảng hóa đơn. Nhưng mà bảng hóa đơn này được lấy ra để liên kết hai bảng khách hàng và chi tiết, được chưa, nên bắt buộc phải lấy rồi. Sản phẩm là bắt buộc phải lấy thì nó có đơn giá. Rồi sau khi làm xong rồi, cái này em chuyển qua total đó, mình chỉ chuyển cái trị giá này là sum thôi. Còn người ta yêu cầu nó là trung bình max min gì đó thì làm theo, chạy thêm cái nữa xong quay lại control s quy t 2 nhẹ nhàng. Đối với quy t 3, quy t 4 và quy t 5 nó giống nhau nha, nó chỉ khác nhau cái cách ghi điều kiện thôi, được chưa. Nên sẽ làm ba câu này chung một lượt nha. Đó, quy t 3 thì người ta yêu cầu tên khách hàng, số hóa đơn và trị giá. Câu 4 cũng tên khách hàng, số hóa đơn, trị giá. Câu 5 thì cũng tên khách hàng, số hóa đơn và trị giá, nhưng mà điều kiện nó khác nhau. Đó thì bây giờ anh sẽ làm câu 3 trước. Đó, câu 3 người ta yêu cầu sử dụng query, đó là bảng hóa đơn và cái query QT2. Đó, thì người ta yêu cầu là cái gì đây? Tên khách hàng, số hóa đơn. Tên khách hàng nè. Đó, số hóa đơn thì số hóa đơn anh có được bằng cách á. Đó, số hóa đơn nó có được bằng cách anh điếm cái mã hóa đơn. Đó, và thứ ba ở đây đó là tổng trị giá. Và tổng trị giá của anh nó chính là cái trị giá. Rồi sau đó điều kiện ở đây nó là gì đây các em? Điều kiện là 6 tháng đầu năm 2014, thì đây mình cần thêm cái ngày lập hóa đơn. Đó, và điều kiện ở đây 6 tháng đầu năm thì manh nè các em, của ngày lập hóa đơn. Đó, nó nhỏ hơn 7 và year của ngày lập hóa đơn. Đó, nó bằng 2014. Các bạn thấy nè, anh đang làm ở select nha. Có điều kiện thì làm cái điều kiện trước nha. Anh chạy thử nè, quay lại nè, bỏ chat nè. Rồi sau đó anh mới chuyển qua total. Đó, rồi nhắn này gì đây, sum. Cái này là khảo. Tại số hóa đơn là điểm cộng lại, tổng trị giá là sum. Run, đúng không? Quay lại control s qt 3. Đó, tương tự cái QT4 vẫn vô Query Design, cái bảng hóa đơn và bảng chi tiết. Ở hóa đơn và QT2. Và QT4 thì người ta yêu cầu bạn nó là gì đây? Tên khách hàng, số hóa đơn và tổng trị giá. Tên khách hàng cũng là số hóa đơn, nó có được bằng cách anh điếm cái mã hóa đơn. Và tổng trị giá thì mình ghi tổng trị giá thôi, có gì đâu ngại, nó chính là cái trị giá đó các em. Và điều kiện ở đây nó là gì đây? Lớn hơn hoặc bằng 500 ngàn. Nó thì điều kiện nè, lớn hơn hoặc bằng 500 ngàn. Chạy thử cái cho vui coi. Quay lại, sau đó chuyển qua total. Số hóa đơn điếm là khào, tổng trị giá là sum. Control S QT4. Đó, bạn nào muốn thích thì chạy lại nữa không thôi. Rồi tương tự QT5, Real Query Design, bảng hóa đơn và bảng QT2. Điều kiện đó là tên khách hàng cũng là số hóa đơn, nó có được bằng cách cái mã hóa đơn. Rồi cái thứ ba nữa là gì đấy, tổng trị giá. Mà tổng trị giá các bạn thì bằng số lượng bằng trị giá sum đó, được chưa. Và cái điều kiện các bạn nó lớn hơn bằng 8 triệu đúng không, lớn bằng 8 triệu. Ủa gì, có bằng không? Có lớn hơn 8 triệu thôi thì mình ghi gì? Lớn hơn 8 triệu. Rồi,
chạy thử cái câu chơi. Quay lại, chuyển qua rock tab. Ở xin lỗi, chuyển qua total nha, chuyển qua total, mình đang làm total. Đó, group buy này tổng thì sum, số hóa đơn điểm khao. Run. Quay lại. Container quy tới 5. Đó, đó là cách làm. Mời các em sửa vô 3 câu. Đối với câu 6 nè, thiết kế query để coi điểm coi thành phố có bao nhiêu, mỗi thành phố có bao nhiêu khách hàng. Nó thì cái này cũng khá là dễ. Ra query style, mình lấy thành phố nè. Đó, điểm coi thành phố có bao nhiêu khách hàng. Đó, số khách hàng. Số khách hàng có được bằng cách bạn điểm cái gì? Tên khách hàng hoặc là mã khách hàng đều được cả. Giả sử anh điểm là tên khách hàng. Nó sẽ anh chuyển qua total. Nên anh chuyển qua khao. Run chạy. Control S. Quy tê 6. Nó. Được chưa? Nó tức là người ta yêu cầu thành phố bao nhiêu khách hàng thì bạn lấy trường thành phố, lấy số khách hàng điểm. Được chưa? Tương tự như vậy, quy tê 7. Quy tê 7 thì người ta yêu cầu bạn là gì đây? Thiết kế query tổng số hóa đơn và tổng doanh thu quý. Đó. Được, tổng số hóa đơn và tổng doanh thu của quý. Thế đây anh cần quý. Và quý anh có được bằng cách, anh zoom lên cho các em coi nè. Nó quý có được bằng cách nè, anh lấy cái chữ quý nè. Anh ghép nối với đây bát cho đơn giản nè. Nó ngày lập hóa đơn. Chạy thử cái coi. Để ta bán quay lại. Quỹ giờ yêu cầu trong năm 2014 thì đây là 5. 5 có được bằng cách lấy chữ 5 ghép nối với hàm gì à? Của ngày lập hóa đơn. Nó chạy thử cái nữa coi. Quay lại. Điều kiện đây là năm 2014 thì ghi đây 5 2014. Được chưa? Rồi chạy thử cái nữa coi. Quay lại. Được chưa? Tức là khi bạn có một trường mới hoặc là một điều kiện, bạn nên chạy thử để kiểm tra. Rồi sau đó tới gì đây? Tổng số hóa đơn. Thì bây giờ mình kiểm tra nè. Lấy hóa đơn nè. Để mình nhận quý. Lấy sản phẩm nè. Lấy chi tiết nè. Nó. Tại vì khách hàng mình không xài nè. Nhân viên không xài. Tại vì á, chút xíu mình còn câu là tổng số hóa đơn và tổng trị giá. Nhớ. Đó, tổng doanh thu hay tổng số hóa đơn. Và tổng số hóa đơn. Đây, tổng số hóa đơn. Bạn có thể viết tắt hoặc viết đầy đủ nha. Có được bằng cách bạn điểm cho mã hóa đơn. Nó. Và tổng trị giá. Tổng trị giá các bạn bằng gì đây? Bằng cái trường số lượng nè. Đem nhân cho trường đơn giá. Nó. Trường số lượng đem nhân cho đơn giá. Rồi. Chạy thử. Quay lại. Chuyển qua tô tô. Quý này không có đụng tới. Năm không đụng tới. Tổng số hóa đơn thì mình cho nó là. Là khao. Và tổng trị giá nó là. Là sum. Chạy thử cái nữa coi. Quay lại phần này. Đó, đây là cách làm. Tức là bạn cứ làm select bình thường, coi coi các điều kiện này nó ghi hết rồi và mới chuyển qua total. Đó. Control S. Quy T 7. Rồi, mời các em sửa vô. Rồi, tiếp theo á là quy T 8 nè. Người ta yêu cầu là trị giá cao nhất ứng với sản phẩm ghi trên hóa đơn, thông tin gồm có mã sản phẩm, tên sản phẩm, trị giá cao nhất, tạo một total query tính trị giá cao nhất ứng với sản phẩm. Đó. Ứng với sản phẩm. Được chưa? Tức là tên sản phẩm và trị giá cao nhất. Sau đó select query này với sự tham gia của total query sử dụng cao nhất gì đó. Nên hôm nay là bạn tạo hai cái query. Hai cái query. Đó. Được chưa? Rồi. Đó, query. Đầu tiên á là bạn tạo một cái đầu tiên là bạn tạo một cái query query trước nè. Này. Là gồm có gì đây? Gồm có mã hóa đơn tên sản phẩm. Mã hóa đơn tên sản phẩm ha. Đó, mã hóa đơn nè. Tên sản phẩm và trị giá. Mà trị giá thì mình bằng số lượng nên nhân cho đơn giá. Nhân viên không xài, khách hàng không xài, hóa đơn không xài. Để đây trước đi. Rồi, và người ta yêu cầu bạn là cái gì đây? Tính trị giá cao nhất. Đó, thì mình chuyển qua total này. Vàng này các bạn nó là max. Được chưa? Đó, trị giá max. Rồi, run chạy thử. Quay lại. Control S. Anh đặt đây là QT
8.1 được chưa? Đó. Rồi nó đây nó không sử dụng dấu chấm nên anh sẽ đặt qt ship gạch đúng không? Rồi sau đóng lại và ở đây tiếp tục query thứ hai, anh sử dụng cái query anh mới vừa tạo đây, qt 8.1 gồm có mã sản phẩm, tên sản phẩm và cái trị giá cao nhất. Đó, trị giá cao nhất. Và trị giá cao nhất của anh chính là cái trị giá. Anh không biết làm gì chi nữa. Đó, từ người ta yêu cầu làm gì mình làm thôi. Sau đó query. Rồi, sau đó mình chuyển qua total cái nữa. Đó, và cái này mình nói sử dụng đây là cái map. Đó, rồi. Quay lại Ctrl+S QT8. Nó tức là người ta yêu cầu vậy mình làm vậy thôi. Rồi sửa vô giùm anh. Rồi câu tiếp theo nè. Câu số 9. Thì cái query cho biết mỗi nhân viên lập bao nhiêu hóa đơn và tổng tiền của hóa đơn đó. Đó. Này, query design. Nhân viên, chi tiết, sản phẩm, hóa đơn. Đó. Thiết kế query cho biết mỗi nhân viên, tức là tên nhân viên đó các em. Đó, tên nhân viên. Lập bao nhiêu hóa đơn, tức là số hóa đơn. Đó, số hóa đơn bạn có thể dùng cái gì đây, mã hóa đơn. Hoặc là, đây. Hoặc là bảng chi tiết cũng được. Đó. Nhưng mà bảng chi tiết đó, chúng mình sẽ xài cho gì đây? Cho cái phần thành tiền nữa. Tiền người ta còn một cái ý nữa là tổng tiền. Đó. Và nếu anh bỏ cái bảng hóa đơn này đi, thì là không được. Tại nó sẽ không có liên kết giữa bảng nhân viên và bảng chi tiết. Đó, nên sẽ để lại. Đó, tổng số hóa đơn. Nó có được bằng cách bạn điếm cái mã hóa đơn. Đó, rồi. Và tổng tiền. Tổng số tổng tiền. Thì nó bằng số lượng em nhân cho đơn giá thôi. Nó run dài. Quay lại. Rồi coi coi có điều kiện kèm không. Đúng không? Nếu có thì mình làm, không có thì mình đi tiếp. Được chưa? Đó, bài này nó không có ha. Không có vậy mình đi tiếp nha. Đó. Sau đó mình chuyển qua total. Scale. Tổng tiền là sum. Nó run dài. Quay lại Ctrl+S QT9. Vậy thôi, sửa vô giùm anh. Rồi đó, câu QT10 nè em. Thì người ta yêu cầu thiết kế query cho từng phẩm gồm có tổng số hóa đơn nè, đã lập cho mỗi mặt hàng nè, là tổng số lượng bán gì đó. Đó, tổng tiền thu được, tổng tiền thu được trong khoảng thời gian. Đó, thì mình cứ làm bình thường thôi. Query design. Cứ đem hết các bảng vô đi rồi tính tiếp. Rồi, cái trường đầu tiên người ta yêu cầu các bạn đó là gì? Tổng số hóa đơn lập cho mỗi mặt hàng. Đó, tức là tên sản phẩm các bạn. Tên sản phẩm nè. Tổng số hóa đơn đã được lập cho mỗi mặt hàng. Tức là cái mã đếm cái gì? Đếm cái mã hóa đơn. Đó, như mã hóa đơn này bạn có thể sử dụng cái bảng chi tiết và hay bảng hóa đơn này. Đó, nên đọc thêm coi. Nó có gì đây? Có thành tiền và có khoảng thời gian, nên sử dụng hai bảng này luôn. Đó. Cái trường thứ hai người ta yêu cầu của bạn đó là gì? Tổng số hóa đơn. Đó, tổng số hóa đơn. Tổng số hóa đơn có được bằng cách các bạn đếm cái mã hóa đơn. Rồi. Tiếp theo là tổng số lượng. Nó tổng số lượng. Tổng số lượng bằng cách bạn có, bạn tính tổng số lượng là sum. Rồi, tổng tiền. Tổng tiền thì bạn bằng trường số lượng đem nhân với trường đơn giá nè. Chạy thử cái coi. Quay lại. Nó làm từng ý, đừng có gấp. Rồi. Giờ tổng tiền thu được trong từng khoảng thời gian 6 tháng đầu rồi 6 tháng cuối nữa. Nó tổng tiền 6 tháng đầu có được bằng cách bạn dùng hàm if nè, nếu như cái month của ngày lập hóa đơn nó nhỏ hơn 7, kỹ thì nữa thêm 5, ngày lập hóa đơn nó bằng 2014. Nếu này đúng thì bạn lấy trường số lượng nè, bạn đem nhân với trường đơn giá nè, ngược lại bạn cho nó bằng 0. Nó đây là 6 tháng đầu. Run cái coi. Viết sai nè.
Nó ít sai quay lại coi mình sai chỗ nào. Đây cái mành này không đóng ngoặc nè. Đó. Được nha. Rồi, quay lại cái nữa coi. Đây là bảng. Nó 6 tháng đầu xong tới 6 tháng cuối. Nó 6 tháng cuối. Và 6 tháng cuối thì anh ngược lại. Nó lớn hơn, lớn hơn 6. Thì lớn 6 thì nó từ tháng 7 cho đi. Đó thì khi đó em thấy nè, 6 tháng đầu có thì 6 tháng cuối không có. Đúng không? Nó khách hàng coi, không có xài nè. Nhân viên không có xài nè. Đó mình lấy có 3 bảng này thôi, không có lấy dư này thấy không à. Rồi, sau khi mình làm xong á, mình chuyển qua total. Rồi, cái tổng số hóa đơn nè là điểm. Nhưng mà tổng số lượng là sum nha. Tổng tiền cũng là sum mà. 6 tháng cuối cũng là sum và 6 tháng đầu cũng là sum. Đó, ở đây mình có một cái điểm thôi, là count thôi. Là cái chỗ tổng số hóa đơn bằng điểm từng hóa đơn bằng cộng lại. Run. Đó, và đây là cái QT10. Container QT10. Đó. Đây, anh đẩy công thức lên. 6 tháng đầu, 6 tháng cuối thì nó chỉ ngược nhau chút xíu thôi nha. 6 tháng đầu, 6 tháng cuối ngược nhau chút xíu thôi. Đó, sửa vô giùm mặt. Ok. Thì anh vừa hướng dẫn xong cho các em á là cái dạng QT. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái dạng QC. Đó, hay gọi là Query Rooftop tab, hoặc là người ta gọi một cái nữa là Column Heading. Đó, cái thuộc tính Column Heading. Đó, thì người ta cũng gọi là QC. Thì đối với dạng query này thì nguyên tắc làm y chang như làm select thôi. Đó, nhưng mà nó là có thêm một cái đặc điểm nữa. Các em cần nhớ. Nó cần nhớ. Ở đây á. Nó có một cái đặc điểm nữa là các em cần phải nhớ. Đó là có một cái row. Ủa xin lỗi. Có một value. Một column. Và ít nhất một row. Đấy nha. Thì đối với phần rooftop á thì em nhớ giùm anh là có đúng một value, một column với ít nhất một row, nên nó cần ít nhất là ba trường, ít nhất là ba trường. Được chưa? Rồi thì đối với bài này mình sẽ làm như sau: thiết kế query cho biết tổng tiền mỗi mặt hàng, mỗi khách hàng. Nó này Query design. Query design. Người ta yêu cầu bạn đây là gì? Mặt hàng, khách hàng. Mặt hàng. Đây, mặt hàng là tên sản phẩm. Khách hàng là tên khách hàng. Và cái thứ ba người ta yêu cầu bạn đó chính là tổng tiền. Nó và tổng tiền thì nó bằng cái trường số lượng em nhân với cái trường đơn giá. Nó chạy thử, quay lại, nhân viên không xài hóa đơn này, các bạn xài nha. Tiền nó nói hai bảng khách hàng và chi tiết. Được chưa? Cái sản phẩm là bảng khách hàng, là sản phẩm là hai bảng này xài nè. Có gì đây, cái bảng chi tiết cũng xài nè, tại mình tính tổng tiền. Nó có bảng hóa đơn này bạn xài, nhiệm vụ của nó là liên kết giữa hai bảng đó là chi tiết và khách hàng. Được chưa? Chi tiết và khách hàng. Và sau khi đó làm xong thì bạn nhớ giùm Hoàng cái nào tính toán. Thì trong đây nè, ở trong đây nè, thì bạn đối với ba trường này thì cái nào tính, nếu là ba trường thôi nha, nếu là ba trường thì cái nào là tính toán thì đó là value. Được chưa? Bạn chuyển qua rốc 8 nè, thì cái này là value. Hai cái còn lại thì cái nào row cũng được, cái nào column cũng được. Giả sử tên khách hàng anh là row thì cái tên sản phẩm mình phải là column, vậy thôi đó. Rồi, trong cái này còn sum nữa chứ. Cái value thì bạn nhớ sum. Hoặc là count admin, tùy theo đề bài người ta yêu cầu. Rồi. Đó, hoặc là bạn đổi ngược lại. Cái này đó là row và cái này là column. Đó. Được chưa? Và khi nếu như người ta cho hình ảnh thì các bạn nhớ nè, khi một cái query mà lại có hình ảnh á thì các bạn nhớ nè, mà có những cái ô trống như này các bạn. Thì bên trái nó là row và phía trên nó là column nha. Và những cái khung nào mà có những cái ô trống, nó xen kẽ với có dữ liệu và ô trống thì người ta gọi đây là value. Đấy nha.
anh nhắc lại, nếu người ta cho hình ảnh, nếu cho hình ảnh thì á, thì cái này nè, cái nào mà có vừa có dữ liệu vừa có ô trống thì cái khu đó, cái khung đó thì người ta gọi là value. Bên trái value là row, bên trên là column đó, và đây là with đó. Rồi ghi chú vô giùm anh. Rồi tiếp theo là WC2 nè. WC2 thì người ta yêu cầu bạn á là thiết kế query cho biết mỗi khách hàng mỗi tháng năm khai báo thuộc tính column heading. Nó cũng tương tự ha. Đó, tương tự. Rồi, query design thì mình cứ đem hết vô đi, tại chưa biết sợ bản nào, thì lựa từ từ. Rồi câu số 2 người ta yêu cầu bạn mỗi khách hàng mỗi tháng, tức là tên khách hàng nè. Cái thứ hai là tháng nè em. Nó cái tháng mình có được bằng cách á, anh lấy cái chữ tháng nè. Anh ghép nối với hầm man. Còn bạn muốn dùng đây bát thì dùng nhé. Nó man của ngày lập hóa đơn. Chạy thử cái coi. Quay lại. Tháng xong tới năm. Năm của gì đây? Ghép nối, hàm dia hoặc là đây bát đều được nhé các em. Chạy thử nữa cái coi. Quay lại. Đúng không ạ? Thứ mình phải làm từ từ. Đừng có gấp. Rồi sau đó người ta yêu cầu bạn là gì đây, năm 2014 được chưa, thì cái điều kiện mình đây là năm 2014. Rồi tiếp tục, sau khi năm xong á mình tới gì đây, tổng tiền mua hàng nó, và tổng tiền thì cũng vẫn là số lượng đem nhân với đơn giá. Chạy thử cái coi, quay lại. Rồi bây giờ kiểm tra nè, tên khách hàng xài nè, tháng ngày lập hóa đơn xài nè, rồi số lượng xài nè, đơn giá xài, nhân viên không xài nè. Nó rồi bây giờ nè, mình chuyển qua drop tab. Drop tab thì ở đây các bạn thấy tổng tiền chắc chắn nó là value rồi, này nó là sum. Rồi bây giờ cái năm á, ở đây các em đọc kỹ nè, các em đọc kỹ nè, chú ý nha. Nè, mỗi khách hàng mỗi tháng thống kê tổng tiền, chú ý ba cái trường này nha, để tìm ra được ba cái trường cơ bản nhất của nó đã, được chưa? Rồi mấy trường khác là rao hết. Quan trọng là bạn kiếm được giùm anh ba cái trường cơ bản là rao, value và column, còn những cái khác sẽ là rao. Cái thứ hai, tổng số tiền mua hàng nè, đây là thứ nhất nè, khách hàng nè, quý nè, đây là ba trường mình cần phải xác định đầu tiên. Rồi hoặc là câu nào nhiều nhiều đi, ví dụ như câu 7 nè, nè mặt hàng nè, là tên sản phẩm nè, tháng nè, đúng không, là hai trường. Rồi bây giờ mình không thấy người ta nói thống kê gì hết, xuống dưới nè, số hóa đơn, đây số hóa đơn. Rồi mặt hàng và tháng, đây cái này rõ hơn nè, tức là ba trường của mình cần, đó là mặt hàng, tháng và số hóa đơn. Rồi là ba trường chính, đấy là một cái value, một cái row và cái column, và tất cả còn lại đều là row hết, tức là tổng tiền tiếp tục nè và tổng số hóa đơn nữa nè, thì đây là row hết, nhớ nha, đây là nguyên tắc. Là quay lại câu 2, mỗi khách hàng tháng tổng tiền rồi. Sau đó bây giờ nè, tên khách hàng sẽ là row và tháng là column, năm là row và năm này các bạn không có group by nha, không có group by gì hết nha, nó để group by bình thường nha, nó không có sum count max gì hết đó. Rồi run chạy nó quay lại, được chưa? Và người ta yêu cầu bạn là tháng rồi, ok. Rồi còn đây là WC2 ha. Rồi. Và đây là WC2. Đó. Rồi sửa nhanh vô giùm anh đây, rồi anh chỉ cái 3 và 4. Rồi thì sau khi làm xong á thì nhớ lưu lại thôi. Sau khi làm xong thì nhớ lưu lại thôi. Ví dụ như này Ctrl S ha, WC2. Đó, bây giờ mình qua WC3 thì nó cũng tương tự. WC3, WC4 thì nó chỉ khác nhau là gì đây? WC3 là quý, còn WC4 nó là tháng nhưng mà có điều kiện kèm. Đó, tức là WC2, WC3 nó gần giống. Đó. Rồi. Thì bài này nè. WC2 nè.
Rồi xong bây giờ tới quy C3. Nó thì thay vì tháng thì bây giờ nó là quý. Nó tổng tiền mua được của mỗi khách hàng. Nó là tên khách hàng và quý. Nó quý thì lại dùng là chữ quý nè. Anh ghép nối với đây bác. Đó, ngày lập hóa đơn. Rồi, run chạy thử coi. Rồi, nó sai thấy không ạ? Vậy coi là nó sai gì? Đó. Thật ra quý nè, bằng chữ quý nè, ghép nối DATE BRT nè, ngày lập hóa đơn nè, nó thiếu chữ quý viết tắt ở trong nè. Nó các bạn thấy quay lại nè. Nó giờ tới năm. Nó năm có được bằng cách anh lấy cái chữ năm nè. Bạn có thể ghép nối với gì? Ghép nối với đây bát luôn. Hoặc là chia tùy các em nhé. Nó bốn chữ gì? Nó ngày lập hóa đơn. Chạy thử cái coi. Quay lại. Được chưa? Rồi, tên khách hàng rồi, quỹ rồi, tên khách hàng quỹ rồi. Tới tổng tiền. Nó tổng tiền. Nó tổng tiền thì bằng cái trừ số lượng nè. Nhân nhân với trường đơn giá nè. Rồi chạy. Quay lại. Nó thì bây giờ anh kiểm tra coi. Sản phẩm nè. Hóa đơn nè. Khách hàng nè, nhân viên không xài. Nó. Rồi bây giờ chuyển qua drop tab nè. Thì tổng tiền này nó sẽ là sum nè. Nó và này nó là value nè. Năm này nó sẽ là row. Quý này sẽ là column. Tên khách hàng sẽ là row. Đó, tức là một cái row, cái column thôi. Cái value. Đó. Đây là QC3. Rồi còn QC4 thì nó cũng tương tự ha. Create query design. Nó QC4 thì người ta yêu cầu bạn là gì đây? Thiết kế tổng tiền mua hàng mỗi khách hàng 6 tháng đầu năm. Đồng thời cho biết tổng tiền khách hàng đó phải trả. À, tên khách hàng rồi tới tháng. Câu này nó hơi nhẹ lạ lạ chút xíu nha, bạn nào không kỹ là bạn sẽ bị thiếu nha. Là nó sẽ có được bằng cách chữ tháng nè. Anh ghép nối hàm mình của ngày lập hóa đơn. Nó run chạy quay lại thế. Năm năm có được bằng cách anh lấy chữ năm ghép nối hàm year của ngày lập hóa đơn. Chạy thử rồi nè, thấy không? Sai nè. Nó sai có sai gì? Nó thiếu ngoặc. Được chưa? Còn nếu không tìm được thì xóa viết lại từ từ. Rồi. Tiếp tục cái tiếp theo người ta yêu cầu bạn là tổng tiền câu QC4, tổng tiền. Nó tổng tiền và tổng tiền thì bằng cái trừ số lượng nè. Đem nhân với cái trừ đơn giá nè. Run chạy tiếp. Quay lại. Nó thì bây giờ kiểm tra coi. Chi tiết xài nè, hóa đơn xài nè, khách hàng xài nè, nhân viên chưa xài, sản phẩm. Rồi, nhưng mà người ta yêu cầu ở đây còn gì nữa à? Đồng thời. Nếu bạn đọc đời á, bạn sẽ thấy người ta còn nói cái gì đó? Đồng thời. Đó. Đồng thời cho biết tổng tiền mỗi khách hàng đó phải trả trong 6 tháng. Nó tổng tiền lại có một cái tổng tiền nữa. Tức ở đây các bạn đã có một cái tổng tiền rồi, lại có tiếp tục một cái tổng tiền nữa. Và tổng tiền này bạn đặt tên không được trùng. Ví dụ anh đặt sẽ đặt TT. Và tổng tiền này cũng là số lượng nhân đơn giá. Rồi, nhưng mà hai cái trường này nó sẽ đảm nhiệm hai nhiệm vụ khác nhau. Một cái sẽ là value, một cái sẽ là row. Lưu ý nha, tên trường đã không có trùng nhau được nha các em. Rồi. Và người ta yêu cầu trong 6 tháng thì bạn có những cái lựa chọn sau. Cái tháng này nè, bạn có thể ghi gì là tháng 1 O, tháng 2 O, tháng 3 O, tháng 4 O, tháng 5 O, tháng 6. Tại người ta yêu cầu 6 tháng đầu năm mà. Rồi, chạy thử. Hoa. Cái mình của ngày lập hóa đơn. Nó nhỏ hơn 7. Rồi anh sẽ xóa con này đi nha.
Đây anh chạy coi được không nha. Đây. Nó vẫn ra tháng 1, tháng 6 cho bạn. Được chưa? Tức là bạn thấy cái nào tiện thì bạn làm. Đó, hai cách đều viết như nhau. Hoặc là bạn ra đây lấy cái trường ngày lập hóa đơn xuống, bạn viết lời, không chết vô cũng được. Tức là điều kiện bạn xong rồi. Chắc này các bạn sẽ tìm giùm anh coi. Hai cái này nè. Cái nào là value? Cái nào cũng được nha. Nhưng nhớ giùm anh một điều. Cái trường nào làm value thì nó sẽ không còn hiển thị cái tên trường nữa. Nha. Khi cái trường đó dùng làm value thì cái tên trường này nó sẽ không được hiển thị. Nên anh sẽ dùng chuyển qua total nè. Drop tab chứ, chuyển qua drop tab. Nên ở đây anh sẽ là value. Sum. Thì cái này bắt buộc nó phải là row. Sum. Cái năm này sẽ là row. Rồi bây giờ hai cái này, cái tháng và tên khách hàng. Coi coi cái nào sẽ là value. Ủa xin lỗi, cái nào là row. Được chưa? Bây giờ muốn xác định cái nào là row thì các bạn quay lại đề vậy mà. Muốn xác định nha. Cái nào là row thì bạn sẽ nhớ giùm mình một điều. Cái trường nào được lập trong ba cái trường trong ba cái trường bạn xác định ban đầu á, để dùng một cái là value, một cái là row, một cái column, thì trong ba cái trường đó, đặc biệt là hai cái trường row và column, thì bạn xác định giùm anh cái trường nào được lập lại lần số 2 trở đi thì nó sẽ là row. Ví dụ, đồng thời cho biết tổng tiền mà khách hàng nó phải trả, khách hàng nó phải trả. Còn 6 tháng này là 6 tháng điều kiện nha. Nên khách hàng ở đây sẽ là row. Được chưa? Hoặc câu số 5. Số hóa đơn nè là value nè. Nhân viên và quý nè thì đây là một cái row, một cái column. Đồng thời cho biết tổng số hóa đơn mà nhân viên đó tức là nhân viên đó được lật thứ hai. Nên nhân viên đây sẽ là row. Còn quý sẽ là column. Hoặc là câu số 6. Trị giá quý khách hàng. Được chưa? Ba trường mình cần. Đồng thời cho biết tổng tiền, lại thêm một cái tổng tiền nữa. Và tổng hóa đơn đã đạt. Ai đạt? Khách hàng đạt. Chứ không lẽ quý đạt. Được chưa? Nên khách hàng sẽ là row. Thì đó là cách phân biệt row và column đối với trường hợp có nhiều trường. Được chưa? Quay lại vấn đề. Nên tháng đây sẽ là column. Và row chính là tên khách hàng. Các bạn nhớ giùm anh, trong cái trường hợp mà có nhiều row đó, thì bạn xác định giùm anh, khi mà bạn đã xác định được row, column và value ba trường đó, thì value xong rồi, tới row và column, mà không biết xác định cái nào row, cái nào column, thì bạn nhớ giùm anh cái trường nào được lập trong hai cái trường mà bạn dùng làm row và column đó, hai cái trường đó, ví dụ như bạn này là tên khách hàng và tháng, thì hai cái trường này nè, thì cái trường nào được lập lại lần số 2 trở đi thì nó là row. Thì column các bạn chỉ lập lại một lần duy nhất thôi. Nhớ giùm anh. Run chạy. Thì đây là cách làm. Đây là WC4. Rồi, mời các bạn sử dụng.